Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Giám Việt mùa 3, 20 giờ thứ bảy, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Khánh Thanh xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với Rap Việt mùa 3, vòng thi đối đầu với đội Big Daddy. Xin được chào đón huấn luyện viên Big Daddy, huấn luyện viên Andre, huấn luyện viên B-Ray, huấn luyện viên Thái Việt Chi và các vị giám khảo Garrick, Suboy và Chestati, DJ Wukong. Tôi là Trấn Thành, xin chào quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi Rap Việt do V Channel và Vion thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel. Quý vị hãy tải ngay Vion để xem sớm nhất và trọn vẹn Rap Việt mùa 3. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị đừng quên fusevz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình, và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Lay's, Lay's giòn bung vị, rap hay bùng nổ. Và xin được cảm ơn đơn vị Wanna Music Việt Nam, đơn vị tài trợ thu âm và phân phối độc quyền bản ghi rap Việt mùa 3. Thưa quý vị, mình biết là Big Daddy hiện nay đang rất là thiệt thòi bởi vì tới bây giờ không có một cái nón vàng nào cho đội Big Daddy cả. Rất là muốn biết tâm lý của Big ngay bây giờ. Thật sự là em bây giờ cảm thấy tự tin khi mà tất cả các thí sinh của em đã chuẩn bị được hết tất cả những bài thi của mình nuột nà, từ âm nhạc cho tới bài hát. Không có nón thì thí sinh của em sẽ thiệt đi một người, nhưng mà chúng ta đến đây để làm những cái điều khó, thế nên là bọn em rất sẵn sàng. Team Big Daddy đến với Rap Việt với một tinh thần đầy nhiệt huyết. Bọn em muốn mang tới chương trình 4 bài thi nó có năng lượng tích cực và có tính giải trí cao. Em muốn tất cả khán giả có thể nghe lại rất nhiều lần. Vâng, và chúc cho đội của Big Daddy gặt hái được nhiều thành công nha. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay Andre đánh giá như thế nào về các thành viên của Big Daddy? Của đội Big cũng là số đấy, bởi vì Andre và Big Daddy chơi thân với nhau từ rất là lâu rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Andre đấu với Big trên một chương trình truyền hình nữa, cho nên là Andre rất mong chờ phần trình diễn của các thí sinh của đội Big. Thank you bro. Anh nhớ là B-Ray với Big là có một câu hứa hẹn là biết chờ những bài hit của B-Ray. Dạ. Thì mình cũng hit rồi hen. Dạ. Bây giờ mình đang chờ lại bài hit của người ta phải không? Dạ đúng rồi anh Thành. Big Daddy với em cũng có một cái màu nhạc chung với nhau. Cả hai đều hướng tới hitmakers, cho nên là em cũng đang rất là mong chờ coi là qua sự huấn luyện của anh Big Daddy thì mọi người sẽ làm cái gì. Anh nghĩ là không làm em thất vọng đâu Bảo. Anh Thái, thấy thế nào ạ? Hồi anh tới show này anh không biết Big Daddy ai. No, không phải nói. Anh research em, bây giờ anh gặp em like face to face and I think you're very tall man and very đàng hoàng and I really respect who you are. Cảm ơn anh. So like I'm excited to see your team. Quan trọng là có hợp không? Over. Câu đó cũ rồi đó. Mà sao anh biết đàng hoàng? I can see he's a family man, so I respect that. Lo gia đình, I respect people that, you know, take care of the family. Dạ, dạ, đúng rồi. Cái đó thì em đồng ý với anh. Biết là một cái người rất là family nha. Tại vì nãy, biết sao không? Trước khi ghi hình chương trình này thì tôi có ngồi kế bên một người phụ nữ. Cái người ta nói, ô chào anh, em rất là quý anh này nọ. Xem cái hỏi, em là ai? Nói, dạ, lát anh lên giúp chồng em nha. Ủa mà chồng em là ai? Dạ, chồng em là Big Daddy. Bà xã có ngồi bên dưới ủng hộ. Yeah, và tiện đây thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới vợ em.
Như mọi người đã biết, trong suốt một tháng vừa rồi khi mà vào vòng 2 thì bình thường thì ở nhà bọn em sẽ share với nhau những cái công việc như là chăm con, nấu ăn, nói chung là tất cả những cái việc nhà. Nhưng mà kể từ khi em tham gia Rap Việt thì gần như là thời gian em dành trọn cho Rap Việt rồi. Thế nên là vợ em phải cáng cho em những cái công việc đấy. Em biết là vợ em rất là vất vả nhưng mà vợ em cũng rất là ủng hộ. Và hôm nay cũng lên cả trên trường quay để cùng hóng chồng và team của chồng nha. I love you. Ngọt ngào quá. Nãy vợ thì ngồi khen chồng, mấy nay chồng làm việc cực lắm này nọ, không ăn không ngủ hết trơn, lo thí sinh, sợ thí sinh thi không tốt. Nè cái giờ ra chồng nó chồi, vợ em không ăn không ngủ hết trơn, lo việc nhà. Vợ chồng mấy tháng không ai ăn không ai ngủ hết trơn nha. Ừ. Còn Caric của chúng ta có vẻ là ăn ngủ điều độ lại rồi, cho nên giọng nói đã trở lại. Mà hôm nay em có hy vọng gì về đội của Big không? Dạ thì Big cũng là một hitmaker. Không mẹ ơi. Bản thân em hy vọng mùa này cả đội của Big sẽ đều là những bài hit. Thank you man. Su mong chờ gì ở đội Big nè? Su rất là mong được thấy cái sự vui nhộn của Big. Và để xem thử coi là Big sẽ truyền đạt cho các bạn vui nhộn kiểu gì. Su sẽ thấy. Ok. Với tình hình hiện tại, Just Sati nghĩ là đội của Big Daddy có cơ hội dí kịp vòng đua không? Nói thật là khi mà được gặp Big ở trong chương trình này thì đối với em nó đã là một món quà. Em lớn lên cùng với Big luôn. Những cái gì mà trong cuộc sống của một đàn ông, hai anh em đều trải qua cùng với nhau. Trời ơi, em làm tôi liên tưởng ra nhiều cái quá. Em cũng vậy. Bằng một cái cách nào đó tôi biết Jess Satin là một người đàn ông rất là đàn ông nha. Mà không biết sao cái lối hành văn cứ đưa tôi về cái hướng kia không. Cứ bạn lẹn. Ừ, cứ bị nụ nụ sao á. Sao là em chưa... Rồi thôi, trời ơi mắc cỡ kìa, thấy ớn không? Thôi để xóa tan bầu không khí nổi da gà này, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình sau vài phút giây lao. Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Trường Tương Tư phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt mùa 3, vòng thi đối đầu với đội Big Daddy. Chúng ta sẽ chào sân như thế nào nhỉ? Dạ, team Big Daddy đến với Rap Việt với một tinh thần là vui vẻ, năng động, đầy nhiệt huyết. Bọn em muốn mang tới chương trình 4 bài thi có năng lượng tích cực, có tính giải trí cao và có thể nghe lại rất nhiều lần. Ok, và hai chiến binh đầu tiên sẽ là những người như thế nào? Hai chiến binh đầu tiên của em sẽ là hai cựu thí sinh Rap Việt mùa 1, đó chính là Gừng Không Cay và Test. Tại sao lại là con người này hả anh? Vâng, đúng rồi, em cũng đặt câu hỏi tại sao lại là con người này. Test và Gừng thì thật sự là hai người đấy không muốn đấu với nhau. Càng không muốn thì càng phải nhét vào. Anh được biết là hai anh em chơi rất thân ở ngoài. Một đôi bạn thân có thể là họ sẽ có những cái so kè ở bên trong mà mình không biết. Và đôi khi mình ghép cặp hai bạn ấy vào thì mình muốn lôi đôi bạn thân mà đã nghĩ là không bao giờ có thể đấu với nhau thì họ sẽ không nhường nhau như nào. Hơi buồn một xíu. Tại sao mình buồn là bởi vì vòng đối đầu mà, thế nên là sẽ có một người đi và một người ở. Anh muốn mọi người nói về một chuyện là mình không từ bỏ đam mê. Cụ thể của chúng ta sẽ là bỏ như nào? Bỏ như nào? Anh nghĩ là trong con đường mà chúng ta chơi rap ấy thì nó sẽ có rất nhiều những lời gièm pha, những lời chê bai, thậm chí là từ những người thân của mình luôn sẽ nói rằng là chúng ta tại sao không bỏ rap đi, chọn những cái con đường, những công việc mà nó an toàn hơn. Nhưng mà anh hiểu là khi mà đã chơi rap sâu thì chúng ta rất khó để có thể nói cái từ bỏ đi rap đúng không? Nó đúng ở trong hoàn cảnh của em, kể cả không phải rap, tất cả là những đam mê khác. Ai cũng sẽ có những cái thời điểm mà gia đình, bạn bè rồi tất cả những mối quan hệ xung quanh đều kiểu không tin tưởng vào chính chúng ta ấy. Lúc đấy mình đã có suy nghĩ là chẳng lẽ bây giờ lại quay lại làm IT. Nhưng mà mình nhận ra là rap chính là chân ái và mình không thể bỏ rap được. Sau khi vòng 1 lên thì có rất nhiều người vẫn chưa công nhận chiếc nón vàng của mình. Và nhiều người cũng bắt mình là nên bỏ đi, cuộc chơi này không hợp với bạn nữa đâu. Nhưng mà no, không thể nào mình bỏ được. Nên mình cực kỳ hào hứng với cái chủ đề mà anh Bích đưa ra cho bọn mình lần này. Thì anh thấy bọn em có năng lượng rất mạnh. Nhưng mà anh có một cái con beat này, thì em nghe thử cái này nhá. Mình đang chưa biết là mình cần phải làm gì trong beat đấy. Bởi vì sở trường của mình thì nó lại không đến từ cái khía cạnh là viết theo kiểu hài hước. Thì lần này lại nghe beat theo kiểu rón rén, thế là hơi run. Wow, không có gì để chê với con beat này cả. Vừa có cái sự tinh nghịch,
mà nó cũng có rất là nhiều không gian cũng như cái nhịp vẫn rất là thoải mái để cho bọn mình có thể vừa chơi flow mà vừa chất lọc được lyric. Hai bạn là có một mức năng lượng rất lớn, cho nên là khi mà con beat nó có một cái năng lượng trap hip hop vừa phải thì các bạn sẽ có một cái không gian thỏa sức các bạn sáng tạo. Khi nào các bạn muốn năng lượng thì các bạn có thể chủ động đẩy nó lên, và khi nào mà các bạn muốn vui vẻ nó dí dỏm một tí thì các bạn hoàn toàn là có thể điều chỉnh được. Thank you anh Dương Cây. Ui, hay quá anh ạ. Nhìn vào cặp đấu Test và Gừng rất có thể là mọi người sẽ đoán là đây sẽ là một cặp thằng hùng hổ lao vào nhau. Nhưng mà anh lại muốn mọi người lại tiết chế cái đấy đi cơ. Khán giả đã rất là hình dung và rất là mong chờ cả hai đều đi những con flow nhanh. Hỏi các bạn ấy thì các bạn ấy cũng nói là đó chỉ là cái công cụ thôi, chứ nó không phải là cái mà các bạn ấy muốn làm điểm nhấn đặc trưng của mình. Chúng ta hãy làm cái gì mà khán giả họ sẽ thấy là à, đây là phiên bản Test và Gừng không cay của Rap Việt mùa 3. Thế nên là Big nghĩ là các bạn thử mang được cái sự thú vị của bản thân nhiều hơn là cái chuyện là show ra nhiều skill cũng như là nặng về kỹ thuật. Thì đấy cũng là lý do TEZ của năm 2023 sẽ không sử dụng đến fast flow ở trong vòng này. Trước giờ là anh em mình chơi với nhịp điệu, còn bây giờ là anh em mình chơi với ca từ. Đồng ý. Sẵn sàng. Ê. Được. Đi. Em đã sẵn sàng. Đi. Quý vị và các bạn thân mến, hai cựu thí sinh của Rap Việt mùa 1 sẽ gặp nhau, đó là Gừng Không Cay và Tez. Họ sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát có cái tựa đề khá thú vị. Và với những cái ngon như Lace này thì Wukong, you know what to do with this? Okay, I will show you how to speak in Vietnamese, huh? Bỏ vào mồm. Bỏ vào mồm. Yeah. Yeah, bỏ vào mồm. Rock có một tình yêu này là ngay từ bé nó có một điều ước, vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với anh là bát phở nhiều nước. Rock cũng chỉ là món ăn tinh thần mà anh có thể ăn được cả đời thay cơm. Ngoại tình với rap mà là để vợ phát hiện, nó chỉ là nút thắt xúc cường cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký đi game giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kể vai sát cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải gọi là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh vích xe áo mà ú đi, hãy để anh được rap để não anh tăng diện tích và chú vi. Nghĩ đến bắt cả đầu mà từ điển của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, để chê anh bỏ ngoài ta lên nhà anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khác gì một cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay để nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khác gì một cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay để nhỏ cái mồm. Bạn anh bảo người này khó, cực nhăn nhó, sao không bỏ. Điểm thức nhiều mặt tay xanh, anh ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nào anh không bỏ được, thì từ bé ước mong cái ngày chạm vào tim người khác thay vì chắp tay vào máy chấm công. Dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền, mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ vang tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, còn toàn chơi với dân đàng hoàng, sáng tạo những trang toàn vân, còn tối lại mơ giấy chân toàn vàng. Anh bỏ rap là nhìn nướng mực mà bỏ cái thồn. Anh bỏ rap như chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bảo anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ thấy anh như vinh khuất canh cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh kia vì đó, anh lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến mau. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại phía sau. Anh bỏ con quay lại với thợ cầm đồ để mà chỉ ở cho anh lại con bi. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng phá làm mấy con hit. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sân lục kỳ chúng nó nghĩ anh là mù cầm điếc. Anh bỏ cơm bữa và còn hơn nữa để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để những ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa. Nên là bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu, đâu, đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, lại chê anh bỏ ngoài tai lời nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay để nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khác
Tết ơi, ơi. Tết cuối cùng là như nào? Chắc anh em nốt hôm nay rồi bỏ nhờ. Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm. Gừng, không cây và chè. Đó, ủng hộ. Trời ơi. Thực sự cái này là quăng ở đây là đúng luôn á. Gừng ơi, gừng cho anh cây hết hai lần rồi đó. Hôm nay test với Gừng làm cho không khí bài mở đầu quá tuyệt vời. Chắc là Big Daddy đang rất là hạnh diện ha. Em rất là hạnh diện với hai bạn. Tại vì là cách đây khoảng một tuần trước khi lên sân khấu trong ngày hôm nay thì đã có thời gian là cả ba thầy trò ngồi với nhau ở phòng thu và ba cái mặt đần nhìn nhau. Tại vì cái bài gì trước á, phải bỏ đi hết và bọn em làm lại từ đầu. Bài đầu tiên là bỏ đi hết. Vâng ạ. Sau hôm nay là sẽ bỏ vô playlist. Chắc chắn ạ. Em rất là khen tinh thần của test và Gừng không cay. Cả hai bạn quay trở lại Rap Việt mùa 3 này với tâm thế là muốn tiếp tục chinh phục giấc mơ. Chứ các bạn ấy không đến đây để vui chơi. Các bạn ấy đã cho thấy một cái năng lượng là luôn luôn sẵn sàng sửa, không ngại sửa. Tất nhiên là sẽ còn sự đánh giá của khán giả nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay có được bài thi này là em rất mãn nguyện về cả hai bạn. Yeah. Và là hai cựu thí sinh nhưng mà không mất đi một chút nào phong độ cả. Andre, bài thi rất là hay. Đúng là Big đã đem được cái màu nhạc của mình vào cả hai bạn. Qua cái cách dùng lyric kiểu Big hay nói chuyện kiểu hoang mang, Hồ Quỳnh Hương cái gì đấy đúng không? Kiểu bà Chim Văn Khuyên rồi đấy. Và hai bạn đã kết hợp với nhau như một bản official. Đúng như Big nói là mang giá trị replay cao. Thank you anh. Big. Dạ anh Thành, rất là thích ạ. Cái năng lượng của cả hai người chỉ có đẩy nhau lên càng cao thôi. Và em cảm thấy là thực cả hai rất là thông minh trong cái cách sử dụng lyrics của mình ấy. Và gần không cây bước ra thông minh bao nhiêu thì test bước ra cũng không có chịu thua miếng nào hết á. Đây là một trận rất là cân tài cân sức và em cảm thấy là ước gì chương trình cho em thêm mấy cái nón nữa. Đây mới đúng nghĩa là 49 gặp 50 nè. Thank you, BBA. Dạ vâng. Anh Thái, thấy thế nào ạ? À? Yeah, I mean, anh coi test mùa 1 á. Yeah. Em battle với cái em kia đó. I became a fan already. I think you're a dope artist. Cái bản này, the energy is good. I love your third verse. Tụi em go back and forth. I really like how what you guys did on that. Thank you so much. Yeah. Rick, em thấy sao? Khi mà hai bạn quay trở lại với cái mùa 3 này thì đối với hai bạn em nghĩ đó là một áp lực rất là lớn. Tại vì khán giả cũng sẽ đặt kỳ vọng ở hai bạn rất là nhiều. Tuy nhiên thì lúc nãy hai bạn đã chứng minh cho mọi người thấy là hai bạn đã có thể làm hơn được như vậy và đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Đặc biệt gần em đã có những cái line đúng cái tinh thần của team Big Daddy. Còn Tess, anh rất thích có những cái đoạn mà em ngân cái câu nó dài ra. Và em đặc biệt nữa là hôm nay là em tiết chế fast flow. Em để cho hai line của em với line của gừng nó rất là trung hòa với nhau. Và bài hát này quá tuyệt vời. Anh nghĩ là nó sẽ hit đó. À mà hình như là một bạn là bên Su với cả một bạn bên Craig đúng không? Hello girl. Bây giờ các bạn ấy là đến tuổi cống hiến rồi. Chắc năm sau lấy vợ quá. Ý em là từng đó năm mà các bạn vẫn đứng đây và cháy với nguồn năng lượng mà kiểu tuyệt vời như vậy ấy. Mà càng ngày các bạn ấy càng có cái sự trưởng thành và tiết chế ở trong cả lyrics lẫn cái flow. Thanh xuân của Gừng là ở rap Việt. Yeah. Hai em ấy, như kiểu là anh với cả Big Daddy ngày xưa ấy, luôn nghêu ngao về những thứ có thể bỏ vào mồm những khi mà trời chưa kiếm được. Hồi nãy thì share hết những gì đàn ông có thể. Bây giờ thì tụi tôi đã từng trải qua với tất cả những thứ có thể bỏ vào mồm. Tôi phải hiểu như thế nào trời. Anh ấy cứ... lại cái mồm nữa. Cả Gừng với cả Tết hôm nay đều có lyrics mà anh cực kỳ thích luôn. Nhất là Gừng có cái... Gừng không cay. Cổng cành đấy à. Nếu em muốn anh bỏ thì anh bảo Big xé áo MU đi. À. Kinh đấy. Đố. Hãy để anh được rap để não anh tăng diện tích và chu vi. À. Chơi chữ tượng hình. Diện tích chu vi nghe lạ chứ nghe rất hình học. Rất là thú vị. Yeah. Còn Tết thì có cái quả mà anh bỏ rap như nướng mực mà bỏ cái cồn. Anh bỏ rap như Hà Nội mà bỏ cái nồm.
Gió nồm đúng không? Gió nồm. Đấy, các bạn ấy làm cái câu kiểu như thế ở trong cái câu cuối này luôn này. Nói chung là em bảo anh bỏ rap, bỏ là bỏ cái hồn. Vâng, giọng rất Hà Nội. Bây giờ mà bắt bỏ rap thì đúng là bỏ khác thì bỏ cái hồn thật còn gì nữa. Thì thế mà chả có cái nón nào, chán thật sự. Mỗi có cái vụ mà ở đây này, tinh thần đây này. Giám khảo không có, khó có cũng quan rồi. Su ơi, em thấy sao cưng? Em thấy là hai bạn tới đây như là đi diễn vậy đó. Dạ, mà giờ em mới nhớ ra là mình phải chọn nè, nên đang hơi căng. Căng á. Thôi bây giờ tụi em thử kêu gọi bình chọn giúp giám khảo coi coi tụi em làm sao nè. Chính vì là bọn tôi không thể bỏ được rap, nên mọi người hãy bình chọn cho cả tôi, cả Tết. Bởi vì bọn tôi đã không thể bỏ rap. Đúng rồi. Vì Gừng không thể bỏ rap, mình cũng không thể bỏ rap, nên là hãy bình chọn cho Gừng nhé. Và đừng quên mình nữa. Yeah. Rất anh em. Họ không thể bỏ rap, các bạn cũng không thể bỏ sót một bình chọn nào. Cố gắng đi, 10 giây bắt đầu. Và kết quả bình chọn cho Gừng và Tez. Bốn mươi tám điểm cho Gừng, 52 điểm cho Test, rất là cân tài cân sức. Cho anh hỏi nha, nếu hôm nay em không chiến thắng thì điều gì sẽ xảy ra với em? Em cũng rất là thỏa mãn, bởi vì là lần thứ hai em được đứng trên ở sân khấu Rap Việt, và thật là vui hơn nữa khi mà đấy lại là cơ hội để em được gặp Test, và nó là một trận duyên nợ và em không còn gì để hối tiếc luôn ạ. Nếu em không đi tiếp với Rap Việt trong hôm nay, em nghĩ em sẽ làm gì? Thực ra thì kể cả trước khi Rap Việt hay là trong quá trình Rap Việt và kể cả sau này nữa, dù cho hành trình của em nó có như thế nào thì em vẫn sẽ tiếp tục rap. Bởi vì ở đó có những người anh em của em, có những người thầy, anh chị, các vị tiền bối mà em rất vinh dự được gặp mặt, và các vị khán giả rất là tuyệt vời. Thế nên là em sẽ không bao giờ bỏ rap đâu. Cho anh nói cái này một chút là anh rất thích cái chủ đề mà Big chọn cho cả hai em. Bởi vì mà khi mà ai đã chơi rap rồi ấy, thì chúng ta không thể bỏ rap được. Trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng, tôi xin hỏi anh Thái, nếu được chọn một, anh chọn ai? I would probably pick Tez because I felt like his energy was good, and I've been eyeing him already. I wanted to use my hat on him if I had it still. Yeah, thank you so much. Thank you so much. But hey, you don't too, bro. But I think Tez did his thing on this round. Một okay. Phiếu cho Tez. Nếu còn nón, anh Thái sẽ dành cho Tez. Bill Ray. Em chọn bạn Tess ạ. Ok, Andre. Giống như hai người kia thì Andre cũng chọn Tess. Bạn nhìn hơn một chút xíu. Suboy thấy thế nào ạ? Dạ, thưa anh Thành, thưa mọi người. Ở trong lòng em á, Gần luôn luôn là một người mang tinh thần chiến binh. Và Tess luôn luôn là một người có cái phong độ ổn định cho cả đàn ông. Chính vì Gần thuộc đội của em và Tess đội của Carrick cũng vào mùa 1, cho nên ban giám khảo xin đưa ra quyết định đại diện bởi Chastity. Ngày xưa anh với Bích cũng có đi thi một cuộc thi và cũng đã đứng trên sân khấu cùng với nhau như này. Mỗi cái là bọn anh không nắm tay nhau. Với cảm giác này thì anh thực sự là có rất là nhiều những cái hỗn loạn ở trong lòng khi mà phải lựa chọn với những kỷ niệm mà các em đã có. Điều mà các em cố gắng phát triển và mang đến đây thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Yeah, Gừng cho anh thấy em đã thực sự trưởng thành và em đủ khả năng em đi xa hơn rất nhiều sau chương trình. Và Test cũng như vậy, Test là người từ mùa 1 đến mùa này, mỗi khi em mang đến đây ấy, nó lại là một cái cảm giác khác nhau. Về cái phần lyrics, em là một cái con quái vật thực sự. Nhưng mà anh sẽ quyết định chọn một người có đủ sự trưởng thành và đủ vạm vỡ để có thể đối mặt với những con quái vật ở những vòng sau.
Chúc mừng Tess. Chúc mừng Tess. Tess là thành viên đầu tiên sẽ đi tiếp với đội Big Daddy. Gừng của chúng ta sẽ còn tiếp tục một trận thứ hai với A-Bars. Anh hy vọng sẽ gặp lại em. Một tràng pháo tay cổ vũ cho Gừng các bạn ơi. Cảm ơn Tess. Chúc mừng em. Tess bây giờ cảm thấy rất là vui. Và ngoài cái cặp đấu duyên nợ này thì Tess vẫn còn một số đối thủ đã hẹn nhau từ trước ở vòng sau. Vậy nên là các đối thủ hãy cẩn thận nhé. Và chúc Gừng sẽ may mắn ở vòng 83. Peace. Bích ơi, mở màn quá sớm rồi. Cặp tiếp theo sẽ như thế nào đây? Dạ, thưa anh Thành, cặp tiếp theo sẽ là một món quà dành cho sự trở lại của giám khảo Suboy. Bông hồng duy nhất sẽ là một ca khúc mà cả hai bạn thí sinh sẽ cùng chinh phục trái tim của giám khảo Suboy. Wow! Bữa nay cái ghế này nó quật em nữa rồi đó. Ây dạ! Và em xin được mời lên sân khấu Hurricane và Indike. Yes, sir, bạn. Yes. Khi mà anh Bích xếp cặp mình với Indike thì mình cũng chưa biết đối thủ của mình có cái năng lực gì ghê gớm. Cái điều đó nó cũng nguy hiểm cho mình, tại vì mình sẽ dè chừng nhiều hơn. Mình cũng có nghe nhạc của Hurricane. Anh ấy có một cái tinh thần rất là mạnh mẽ và mình rất là thích điều đấy. Rất là muốn được chơi cùng anh Hurricane. Lúc đầu mình cũng nghĩ rằng cái cặp này nó đang hơi chênh lệch. Nhưng mà về sau thì mình lại muốn cái sự tương phản này nó được thể hiện ở trong bài thi. EDK sẽ có một cái thử thách rất là lớn, là một Hurricane đã có được những cái sự thành công nhất định trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Còn đối với cả Hurricane thì Big muốn là EDK sẽ là một cái ẩn số mà bạn ấy chưa hiểu được nhiều. Và chắc chắn là cả hai sẽ khá là ngại với nhau đấy. Đấy, bây giờ hai bạn nói về cái chủ đề của mình. Vòng 1 em đã chơi một con trap khá là căng. Thì em nghĩ là vòng này mình sẽ làm một cái màu sắc gì đấy nó mới. Vòng 1 thì anh cũng làm cái kiểu hơi nội tâm tí. Vòng này thôi anh em mình làm gì vui hẳn lên. Nội dung, nếu mà vui thì anh em mình mạnh nhất cái điểm gì? Trông anh cũng đẹp trai đấy. Tại sao mình lại không tán gái nhỉ? Tức là cả hai bây giờ sẽ thi nhau tán một người con gái đúng không? Đúng rồi ạ. Cũng được. Nếu mà thi nhau tán chung một người con gái thì nó bị chung chung ấy. Tại sao chúng ta không có một cái mục tiêu rõ ràng? Rõ ràng hơn đúng không anh? Ừ, ở trên ban giám khảo có chị Suboy. Suboy. Bây giờ như này nhá, cả hai bạn đều phải đưa những lời thể hiện sự ngưỡng mộ để làm sao chinh phục được giám khảo Suboy nói riêng và ban giám khảo nói chung. Đây cũng sẽ là một cái rất là hay. Nói chung là chủ đề cũng khá khó. Tỏ tình với người con gái bình thường thì dễ, nhưng mà theo chị Su nó thêm một gánh nặng nữa. Yeah, thì như mọi người đều biết là chị Suboy là một trong những nữ rapper đầu tiên của Việt Nam và để lại cái sức ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà nhận đề bài phải làm thế nào để lấy lòng chị Suboy thì nó là một cái cơ hội để bọn mình thể hiện cái sự kính trọng đối với chị Suboy. Anh Dương có ý tưởng gì về âm nhạc không ạ? Thì về cái intro thì anh nghĩ anh sẽ làm nó giống như một cái đấu trường ấy. Từ cả hai bắt đầu lao vào nhau là kiểu soi găng ở yeah yeah. Sau đó thì mỗi người sẽ thể hiện cái verse của mình một cách thuyết phục nhất. Jisoo có bài là Bad On Me đấy. Thay ngày thay cùng hợp. Bad On Me thì bây giờ là Bad On Us đấy. Đây, đây coi là chọn ai. Yeah, thì anh em nghe thử con beat này nhá. Ok luôn anh. Yeah, ok. Cái năng lượng trong cái beat này nó rất là nhiều. Mình với Indike nghe beat sau thấy là ồ bài này có vẻ vui nha. Nó phù hợp với năng lượng của cả hai người. Con beat đoạn đầu tiên nó cái tiếng tinh 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 kiểu trận đấu ấy. Mình nghe xong cái bài thì nó lại phăng phăng, lại rất là vui. Như kiểu là mình được hòa vào đấy, mình sáng tạo những cái gì mình thích thôi. Rất là tuyệt vời. Vì đây là một ca khúc để cho hai thí sinh cùng nhau tìm cách chinh phục một người phụ nữ. Cho nên là ở trong phần beat là mình cũng cho một đoạn guitar rất là tình ở phần giữa, làm cho con beat trở nên mềm hơn. Và ngay ở đoạn sau thì mình lại đẩy con beat đó mạnh mẽ và nó tươi hơn. Đâm ra là mình sẽ có hai đoạn tương phản, là một đoạn rất là tình và một đoạn rất là tươi. Ok.
biết rất là hay. Quá là cháy. Nó sẽ có một chút gì đó nó phăng đúng không? Ở cái này thì nó là R&B và nó pha một chút phăng ở sâu. Yeah. Thì nó sẽ khác cái màu mà cả hai bạn đã đi vòng 1. Và anh muốn là mọi người cũng phải có nhiều cái để nói hơn. Nói chung là mọi người phải tìm hiểu nhiều về nhạc của Suboy đấy. Yeah. Chắc chắn là em sẽ dành những cái lời tốt đẹp nhất cho chị Suboy. Lấy lòng chị Suboy. Nhưng mà làm gì làm nhá, phải có sự tôn trọng. Yeah. Ai làm Su cười nhiều hơn thì người đấy thắng thôi. Yeah. Ưu ái cho người phụ nữ duy nhất của chương trình. Bây giờ chúng ta hãy tập trung cho bài thi của mình thật tốt để ngày lên sân khấu chúng ta sẽ bùng nổ nhá. Yes sir. Yeah. Ủa nhá. Yeah. Về viết luôn đi nhá. Vâng, thưa quý vị, chắc là quý vị ngạc nhiên vì bé vợ bạn khác bé hồi nãy. Tại vì bé hồi nãy đứng trên này. Bằng một cái cách ngẫu nhiên nào đó mà cái người sản xuất rap Việt cũng là người sản xuất người ấy là ai? Thưa quý vị, nếu ai đã từng xem một tập của người ấy là ai thì có thể nhớ Như Mỹ là người đã gửi bó hoa cho Wukong. Khán giả truyền hình cũng muốn biết sau tập đó tụi em thế nào. Numi is a really sweet girl and we are very good friends. We support each other a lot. Em xác nhận giùm anh có đúng không em? We are good friends. Thưa quý vị, ngày ấy Như Mỹ đã gửi bó hoa cho Wukong. Ngày hôm nay họ có duyên gặp lại trên sân khấu. Vậy bó hoa này đang dành cho Suboy hôm nay. Liệu tối nay Suboy sẽ trao bó hoa cho Hurricane hay Indica? Mời quý vị cùng đến với món quà dành cho Suboy. Nếu chị định chọn Hurricane ấy, em khuyên chị hãy nhanh nhanh đổi cửa. Vì em Indica, tim gái đẹp là em đem đi ngay. Với tốc độ như ở trên freeway, anh Thái VG bảo mình very hợp nhau. Vậy thì nơ sao, bật lộ công tắc gật đầu. Và em nói thật đấy chứ không dám điều xù, rất là quá đáng. Ê, quá đáng yêu, từ trong ra ngoài rồi, từ trên xuống dưới, từ tâm hồn cho đến dáng điệu. SU33 của em lướt trên bầu trời, đưa chị đi khắp nơi là mình quên sầu đời. Nói là làm ngay, không cần thêm nhiều lời. Cuộc đốt cháy sân khấu, hai chị em ngầu lời. Chị không tin em nhờ, sắc đẹp chị làm cả chứng quen này lặng thinh. Gọi Su là December, bởi vì ai cũng thấy là chị có Giáng sinh. Còn riêng em muốn hỏi thăm thêm Su có mỏi chân không, vì có luôn quẩn bên trong tâm trí. Em chỉ muốn nói Su ơi hãy chọn em đi, bởi vì em là một người đàn ông tâm lý. Gì mới đi, em nói là hai ta cùng đi mà. Bồ Đào Nha thì cũng cool, Ronaldo coi vậy mà có gu. Từ Real em u sẽ tới Juventus, mấy năm trời vẫn cứ su. Đang fit với Hồ Ngọc Hà mà còn rap với Cavanda. Su bay đã quá cao trên trời rồi, giờ em còn phải rap với Indica. Su mà cho bước vô vòng 3, em sẽ la lớn lên là we. Nhưng mà nếu có Su Canada ít ra cũng được Su dắt tay về nhà. Ok, trên cao mấy sao trăng thanh, đêm nay trôi qua năm căn. Không yeah. Chẳng mắc nổi chỉ vì có một câu hỏi làm cho tim này càng đập càng tăng nhanh. Khen thì họ phạm, khen thì họ phạm. Làm sao bắt quen để có được họ hàng, nên cũng đang phải tìm phương thuốc cho ra cách đọc khá. Như trang sách nhưng mà chị ghi nhớ được mỗi trang anh. Hàng lâm trang anh. Em nghĩ là chị vẫn chưa quyết.
thưa quý vị, Hurricane và IndieK. Cảm ơn ca sĩ May và DJ Wukong cùng với Như Mỹ đã hỗ trợ cho tiết mục này. Không biết là giám khảo Hàn Lâm Trang Anh nghĩ thế nào? Ôi trời anh ơi, hồi nãy em nói cái ghế quật em như là nó chưa có đúng hết toàn bộ đâu. Ở lá đồng này nè. Không, thật ra là cái sự trở lại của Su vào Rap Việt mùa 3 em thấy là khán giả rất là thích. Thế nên là đây coi như là một món quà cũng như là vừa là một cái sự áp lực để cho Su có thể lựa chọn là bạn nào có cái lời chinh phục, lời hay ý đẹp hơn. Cảm ơn nhiều nha Bích, Bích dễ thương quá à. Bây giờ anh mời Như Mỹ gửi bó hoa lên cho chị Su để chị Su lát nữa mang xuống gửi tặng cho hai em. Như Mỹ giúp anh nha. Cô Hàn Lâm Trang Anh ơi, cô có ý kiến gì với hai chàng trai Khang và Khi không? Lại khó tôi các bạn ơi. Mình nói chung chung trước khi mình nói riêng riêng đi. Mình nói chung chung thì chưa quen lắm với cái sự tán dương của rapper nam đối với Suboy đâu. Cho nên nãy giờ trốn dưới đây mà chưa thấy là... Thôi đi. Nhảy điên đảo trên này xong rồi mãi cuối bài mới xuống đấy. Em ơi, đây chị lấy luôn em khỏi đi lên. Dạ, cảm ơn em nhiều. Tôi nói thiệt á, ai nhận hoa sao nó cũng có hậu quả hết trơn. Phải giải quyết chứ không phải nhận công đâu. Mà cái hoa nó to như vậy luôn anh ơi. Nặng lắm đó em. Em làm gì đây? Thôi bây giờ để giữ cảm xúc của Su lại một tí đi. Lát em hỏi Su cuối cùng. Bây giờ mình hỏi Andre đi. Theo kinh nghiệm của Andre thì thấy ai được hơn? Nếu mà là Suoi chắc Suoi cũng không biết chọn ai đâu. Nhiều khi chọn cả hai. Yeah, và đúng như cái màu sắc của Big Daddy, rất là dí dỏm, vui tươi, bài hát rất là tươi sáng. Bài này thì cả hai đều làm rất là tốt. Anh không biết là anh sẽ chọn ai đâu. Chắc cái này là anh sẽ để cho Su chọn. Hai em rất là tuyệt vời. Khó thiệt chứ. Mary, dạ. Anh nghĩ em cũng khá khá trong cái môn này, em sao? Dạ không, em dở lắm. Em chỉ nói về người yêu cũ thôi phải không? Dạ vâng. Sao nhờ, em rất là thích điều này từ anh Vic. Tại vì anh Vic là một người rất là nhiều trò ấy. Và thực sự là cái chủ đề mà anh Vic chọn cho mọi người từ cái lần trước, cái việc chơi chữ bỏ xong rồi qua tới bên này sử dụng người ấy là ai. Thông minh. Dạ vâng, rất là thông minh. Và em rất là thích cái cách mà hai bạn làm cái bài nhạc cũng rất là dễ thương. Cả hai đều có những cái chơi chữ rất là hay, rất là hài hước. Rất là Hàn Lâm. Dạ vâng em. Còn một cái nữa là cái phần outro ấy, rất là sáng tạo. Thank you anh Bo, thank you B-Ray. Anh Thái sao anh Thái? Tiếng tử bản vui. Anh muốn hỏi em, I don't wanna call you Big Daddy, I wanna call you like Big. Tại đàn ông nói đàn ông Big Daddy hơi kỳ quá. Đàn ông nói đàn ông Big Daddy hơi kỳ quá. Thì anh gọi em là Big rồi. Big, ok. This is màu của em, that's why I feel like the team của em too. It's very sang and I really like the song, you know. And you guys gave me a shout out too, so, you know, love it, I mean it's cool. Thôi giờ hỏi anh Thái, nếu mà là anh thì anh thấy tin bạn nào hơn ạ? I think EDK has more style, so yeah. I have, yeah. B-Ray, nếu em chọn một. Dạ, nếu mà em chọn một thì sẽ chọn bạn Hurricane ạ. Yeah. Andre. Khó á, chắc là EDK. Biết muốn nói về gì với hai em trước khi giám khảo công bố không nào? Em làm việc cùng với cả hai bạn thì hai bạn là hai thành viên ít nói nhất. Và trong khi làm việc cùng thì em nhận thấy là ở Hurricane, bạn ấy có một cái tư duy làm nhạc rất là thông minh. Bạn ấy rất chủ động trong cái việc làm hook cũng như là ra những cái demo trước. Còn IndieK thì mặc dù là một ẩn số, nhưng mà khi mà bạn ấy làm verse thì bạn ấy cũng đã khiến cho Hurricane khá là lo lắng. Mặc dù là cái tiến độ công việc của bài này mất khá là nhiều thời gian ấy, nhưng mà để đến cái kết quả cuối cùng thì em nghĩ là cả hai đã rất là cố gắng. Cảm ơn Bích. Cảm ơn anh Bích ơi, cho tôi hỏi thêm.
ai là người viết cái hook, ai là người lên ý tưởng chính? Cái hook thì là cả hai cùng viết, nhưng mà Hurricane là người đưa ra cái ý tưởng về hook. Tôi nghĩ là tôi phải hỏi hai ông thần ở bên đây thôi anh ơi. Tôi đang thấy hai bạn đang mắc một cái lỗi cơ bản. Tôi hơi tự ái ấy. Tại vì nhìn gia đình nhà chúng tôi này mà nỡ lòng nào không dành tặng cái câu khen hội phụ huynh đang ngồi hai bên này. Ba má đang ngồi đây mà không có một lời nào. Tôi thấy rapper là thường là họ là những người sống thật với cảm xúc. Khi họ không khen có nghĩa là trong mắt họ không có. Cái lỗi này chắc là lỗi của huấn luyện viên anh ạ. Nếu mà em nói như vậy thì có nghĩa là em khẳng định trong mắt em cũng không có. Có chứ anh, làm sao em vậy là... Tôi xin phép làm người vô hình. Tôi cũng thế. Không, hiện lên nào hai ông. Bài này là chinh phục giám khảo Suboy nói riêng và ba giám khảo nói chung. Và ba giám khảo nói chung. Thôi em ơi, em đừng có đãi bôi quá đi. Có nhiều đó mà cũng phải vuốt ve nữa. Tại sao lại có một người đàn ông nhõng nhẽo mà một người đàn ông phải vuốt ve một người đàn ông nhõng nhẽo là sao vậy? Hai cái con người này thì có nổi hết da gà thiệt á. Ti ơi, em có gia đình rồi em ơi, em đừng có nhõng nhẽo những cái phút giây này. Đâu, em đang vào vai một người bố và người ông nội. Thôi. Em muốn người ta quan tâm tới em nói đại đi. Nhưng mà phải nói là như vậy nè. Nếu mà gọi là gửi một cái tình cảm tới một người thì không cứ phải nhất quyết là tình cảm lứa đôi đâu. Đúng rồi. Tại vì bản thân Su làm được rất là nhiều thứ. Và Su có những cái lời lẽ ở trong những bài hát của Su đưa ra dành cho xã hội. Và Su mong là mình không nhìn như là một cái bình bông ở trong cái bài hát. Đúng rồi. Bây giờ các bạn ơi, hãy lắng nghe lời kêu gọi bình chọn của hai thí sinh trước khi giám khảo Suboy trao hoa nha. Mời Hurricane. Xin chào tất cả mọi người ạ. Hy vọng mọi người sẽ bình chọn cho Hurricane. Bình chọn xong ra ngoài mình mỗi người một ly chè. Vật chất quá, bây giờ người thì chè, người cà phê, người pate cục điện. Trời ơi, đủ thứ. Em mình bình chọn chân thật thôi, khỏi đồ ăn được không? Mọi người ạ, nếu mà tí nữa mọi người ra ở kia không thấy Hurricane đâu thì mình sẽ đi tìm Hurricane về cho mọi người. Để Hurricane mời trà mọi người. Không tốn ly chè mà vẫn có ly chè. Đây là bình chọn của mình nha. Mình cảm ơn các bạn. Em bình chọn cho những ly chè. Mời các bạn. INDK 46 và Hurricane 54. Team Big Toàn là... 8 lạng nửa cân được không ha? Lần này nó đúng nha. Lần này đúng anh ạ. Đúng không? So. Gia đình nhà chúng tôi xin phép được đưa cháu nó xuống và có một vài vòng đi qua hai thanh niên để có thể có một cái sự lựa chọn thẩm định cho nó gần hơn, nhìn cho nó sáng con mắt ra nhá. Nào. Trời ơi, âm nhạc quen thuộc. Người ấy là ai? Tháo mắt kiến ra. Trời ơi. Bây giờ khoan từ, đúng phọt mát nữa là hai em nó phải nói lời cuối với Su. Em sẽ nói gì với Su? Nói đi, cái vụ này là dễ thay đổi ý kiến lắm em. Nói cho hay vô. Trước khi bước lên đây em cũng đắn đo rất là nhiều. Mà bị chị nên là em phải biết lyrics rất là kỹ. Em đã biết lại tới 3 lần. Cuối cùng cũng chỉ để dành cho chị thôi. Còn em thì em luôn luôn dành cái sự tôn trọng cho chị Su. Chị là người đã chơi rap từ rất lâu, truyền cảm hứng cho tất cả mọi thế hệ rap ở Việt Nam. Và không mấy khi em đứng rap mà em kiểu chị chọn ai cũng đẹp trai, ai cũng như là idol. Trước đây em chưa từng như thế. Su rất là quá đáng yêu. Em chưa bao giờ làm như thế chị ạ.
Nhưng mà lần này em muốn bày tỏ những cái tình cảm dành cho chị. Em cảm ơn. Suboy, hàng lâm Trang Anh. Bó hoa đến từ 007 Flower. Em hãy cầm trên tay. Anh hy vọng em chọn đúng. Mời em. Chương trình cho xin 500 slow motion vào phân đoạn này. Bằng. Cho xin 500 slow motion vào phân đoạn này. Nhìn vào mắt Sư ơi, nhìn vào mắt, khoai chân thành nhìn vào mắt. Mặc dù đây là một bài dành cho Su, nhưng mà ban giám khảo đã đưa ra ý kiến chung. Cho nên tôi rất vinh dự được làm điều này. Xin dành bó hoa này cho chúc mừng Harry Kane. Chúc mừng bạn đã có được một bó hoa rất là xứng đáng. Harry Kane sẽ tiếp tục đi với Big Daddy. Chúc mừng em. Em thấy sao Khang? Thật sự là mọi người làm em rất hết cái tim ra ngoài. Tay em đổ mồ hôi hết trơn. Nên là em cảm ơn tất cả mọi người, các vị ban giám khảo, tất cả khán giả trường quay và các huấn luyện viên đã cho em những lời nhận xét rất là chân thành ạ. Vòng sau em sẽ cố gắng hết sức, hết mình hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. À em ơi, em ơi. Lúc mà em có hứa là em bao chè cho tất cả ở đây, em đừng quên nha. Em trai, hồi nãy em nghe anh nói chưa? Ai cầm cái bó bông này nó có hậu quả nặng lắm, anh đã nói em rồi. Nhưng mà nó xứng đáng anh Thành à? Xứng đáng ha, anh 2 ly. Anh ăn tới 2 ly lận anh. Cảm ơn em, chúc mừng Harry Kane. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Em trai tôi EDK sẽ tiếp tục với vòng A-Bars. Đây chưa phải là kết thúc. Hãy cổ vũ cho EDK. Yeah. Cuối cùng là mình đã đứng đây và mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui khi mà được chị Su Bông chào bó bông. Như đã hứa nãy á, mà ai mà vote cho mình á, bao con chè đúng không? Mọi người hãy follow mình để được mọi người đi chè. Ẩn danh phần 2. Xem trọn bộ VCoi VIP trên siêu ứng dụng giải trí VION. An lạc truyện. Xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ 3. Mời Big Daddy giới thiệu hai thí sinh tiếp theo ạ. Thưa anh, cặp đấu thứ 3 sẽ là một cặp đấu thiên về Melodic Rap. Vì đây là sở trường của hai bạn. Cả hai bạn ấy đều có cá tính rất là tự tin vào bản thân và tự tin vào phong cách âm nhạc của mình. Vậy nên là em sẽ cho các bạn ấy thể hiện sự tự tin đó. Ultimate và Limitless.
Có thể mọi người sẽ thấy là cặp này ghép khá là dễ đoán, nhưng mà Big lại muốn tạo ra được một cặp đấu cân bằng hơn. Tại vì rõ ràng Melodic Rap đó là cái sở trường của cả hai bạn. Hơn nữa là cả hai ông này rất là tự tin. Mình muốn là cả hai sự tự tin này nó đối đầu với nhau thì nó sẽ ra được một cái kết quả như nào. Anh nghĩ là cặp này thuộc dạng là cũng xô sát mạnh đấy. Đồng ý bọn em luôn. Ông Genius là một đối thủ rất là xứng tầm với mình. Phải là ông Genius thì cái trận này nó tăng được. Thôi thì mình sẽ làm một cái chủ đề nó hợp với cả cá tính của mình thôi. Anh không cố ý thì bọn em mường tượng ra cái gì? Em cảm giác là OG Note rất là đẹp trai, em có những cái khác. Em có một phong cách. Và nếu như mà cái đấy có những cái ấn tượng của em thì anh có cố ý đâu. Được, tự tin đấy. Thế còn OG Note thì sao? Suy nghĩ của em cũng có điểm tương đồng với lại Limitless. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều thứ mà chúng ta không hề cố ý. Nên là mình cảm thấy có khá là nhiều thứ để mình khai thác nó. Anh nghĩ là cả hai đều có khả năng làm hook, bọn em phải khai thác được cái điểm mạnh đấy. Mình có thể có một chút flex, anh tạm gọi cái từ flex là mẽ nhá. Anh em hãy mẽ làm sao để chuẩn thanh niên phong cách Việt Nam. Anh Dương có ý gì cho cái cặp này không? Đợt trước bài của em có một cái câu gì mà mẹ cha cho vàng cho vàng. Từ anh nghĩ đến câu đấy khi mà em bảo là Việt Nam ấy. Thì cũng được, mình lấy cái đấy làm sample luôn. Khỏi xin chương trình, xin anh luôn. Anh đồng ý luôn. Ok. Anh có một con beat này sử dụng một melody nó mang hơi hướng nhạc hiệu của TV vào những năm 90 ấy. Tại Việt Nam thì cũng không nhất thiết là phải ngũ cung hay là phải kiểu dân ca. Nhiều khi nó lại là những cái mà nó gắn liền với mình từ ngày xưa. Yeah. Anh em nghe thử xem là như thế nào nhé. Ok, chiến luôn. Nào, đầu DVD đâu. Em nghĩ là anh em mình tự tin quá rồi, phải làm một tí Pepsi cho nó không calo nghĩ gì cả. Ok. Mình đã sử dụng một cái nét giai điệu quảng cáo ngày xưa hay là xem sổ số kiến thiết miền Bắc. Nó tạo một cái sự hồi tưởng nhưng mà nó lại không hẳn là cũ, mà nó lại trên nền giao thoa của một cái phong cách âm nhạc rất là flex, bắt tai. Con biết có một cái vòng hòa thanh rất là bắt tai thì sẽ có rất là nhiều cảm hứng. Mình sẽ biết là phải làm gì với nó. Cái điểm yếu của mình thì thật ra là ít khi làm cái nhạc kiểu dí dỏ vui. Mình thường làm nhạc kiểu nó buồn hoặc nó sẽ sâu lắng hơn. Nhưng mà có lẽ là nên thử mang một cái gì đấy vui vẻ và tích cực tới mọi người. Đầu em là có cái gì đấy nhảy ra rồi đấy. Anh muốn là mọi người phải làm một cái hook thật là catchy. Vâng. Những cái hook luôn luôn là trái tim của bài hát. Và họ luôn luôn phải hướng theo cái chuyện là họ phải xây dựng từ hook. Nó sẽ là cái nội dung rất là quan trọng để các bạn ấy có thể tiếp tục kể những câu chuyện ở verse. Và khi mà cái hook bật lên, mọi người phải nhớ nó, phải hát đi hát lại với nó. Và cái đấy anh nghĩ là trong tầm khả năng của bọn em. Em và Limitless sẽ cùng tính với nhau cái đấy. Ok, thì anh em cố gắng nhá. Làm tốt nhá. Originus thì bạn ý có khả năng viết melodic rất là hay, nhưng cái nội dung của bạn ý lại chưa thật sự là hay bằng Limitless. Limitless thì lại là một rapper có khả năng viết lyric rất là tốt. Cái nội dung của bạn ý đặt ra câu cú nó rất là có ý nghĩa. Đấy có thể là cái điểm mạnh mà Originus chưa có. Mọi người hãy cùng chờ xem, mặc dù mình không cố ý nhưng mình có cố tình làm cho nó hay hơn nha. Mình không cố ý để làm cho các bạn thích bài hát này đâu, nhưng mà với sự cố gắng của anh em mình mà lỡ như các bạn có thích thì rất là cảm ơn. Và hãy cùng chờ đợi phần tin của mình và Limitless nha. Love you. Thưa quý vị, Originus, Limitless với Anh Không Cố Ý. Mẹ cha cho bạc cho vàng, không bằng em bơ được chàng rap bơ. Xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng mây mắt. Anh chẳng cố ý đâu, ý đi đi đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu, ý đi đi đâu. Mình mong chắc là đến sớm rồi, sớm 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 rồi. Nào đừng bướng đâu mà đợi ông bướm rồi, bướm 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 rồi. Là người đàn ông nói không với thính fake, kiệm lời gà lăng đã ăn vào tính cách. Ngồi nghe mấy em này feedback. Anh ấy trông thật phong cách, quần tây áo sơ mi phanh cúc. Đi cùng cả Limitless là anh chàng thuộc hàng Limited. Thật thu nàng là mẹ tích cực, người trơn mịn thay vì chi chít mực. Là con nhà lính mà tính bằng đô vì ba mẹ nuôi khá nhiều. Mà tiếng là kiêu mà với người yêu thì là cái là anh khá chiều. Biết là anh còn coi mấy em lại quá.
ta. Friend của em nói trong anh bét từng giây và giây và song hành với big team để đưa rap name bọn anh cùng vang lừng. Anh thợ săn nó sai làm cho đám nai phải băng rừng săn lùng. Chẳng phải khoe nhưng anh có tí năng khiếu với thơ ca. Đừng thắc mắc việc trong stu sao mặt anh cứ đưa ra. Dù là anh muốn tập trung theo đuổi những ước mơ xa, nhưng cứ để lại profile đi để anh check sơ qua. Anh xem như chẳng còn lối thoát. Bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that. Do em đang show ra qua những bài mắt. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đi đi đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đi đi đâu. Điều này mong chắc là đến sớm rồi. Sớm 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 rồi. Trong ngọn thân thả mi cong bồ câu vì em là châu Á. Em thích vờn anh bằng mấy lời đơn đà. Và nếu giờ đẹp trai thì anh không cố ý đâu mà yeah. Họ nghĩ em là pretty bad nhưng anh biết rõ là em kêu. Gọi em là Mary Jane vì em còn hút và em chill. Và tạm tự anh ở trên truyền hình nhập bảo bạn trai ngồi xem view. Và chắc chắn anh về tim anh bích vì anh là người mà em yêu. Đẹp trai chỉ lớn anh luôn làm thêm tăng ca. Không quên nói yêu em trong bài nhạc để một ca từ thêm trăng hoa. Nếu họ xếp hàng yêu em thì anh xin phép anh đầu hàng yeah. Anh là mẫu bạn trai mà thích biến tất cả không thành cớ. Không bao giờ bằng bẽ vì trên cổ anh luôn luôn làm phê. Lớn kết anh xem như chẳng còn lối thoát. Bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that. Do em đang show ra qua những lời mắt. Anh chẳng cố ý đâu. Ý đi đi đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đi đi đâu. Điều mong chắc là đến sớm rồi. Sớm 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 rồi. Này này muốn tôi bao lời ông bướm rồi. Treo máu cho thiếp gặp chàng. Hai ta hợp lại có khi lại thành một đôi. Nhớ ai bồi hồi. Như đứng đống lửa mà như ngồi nhớ ai. Hôm qua ra trước truyền hình, bỏ quên chiếc thính ở trong lòng ba em. Nếu được thì cho anh xin. Hay là em hãy để ở làm tin ở trong nhà. Ordinance và Limitless. Rất là dễ thương. Không cố ý làm em yêu đâu. Nhưng mà tại vì anh là vậy thôi ha. Chắc phải hỏi sư phụ tụi em. Andre thấy sao? Sao là sư phụ được? Anh không cố ý, tự dưng nó sáng thôi. Em chả biết gì. Có vẻ Bích rất thích làm nhạc tán tỉnh. Hai bạn đều rất tự tin. Cũng là một cặp 49-50. Không biết phải chọn ai. Hai bạn đi cái melody rất là mượt. Mặc dù hai bạn nhảy rất là nhiều nhưng mà các bạn rap rất là tốt, không bị hụt hơi hay là không bị chênh phô. Và anh còn ấn tượng trong cái bài này đó là cái hook rất là hòa quyện vào nhau. Cái hay của Bích là đem được chất liệu Việt Nam vào trong nhạc hip hop rất là tốt. Chúc mừng hai em. B-Ray. Giống như anh Andre thì em cũng rất là ấn tượng với cái hook à. Ban đầu thì em nghe thì em thấy là sau cái hook bữa nay nó cứ bình bình. Nhưng mà hồi nữa thì em bắt đầu ý đâu. Nó sẽ dính vào tai từ từ á. Em thích cái màn trình diễn vừa rồi của cả hai, rất là năng lượng. Cảm ơn anh. Anh Thái thấy sao anh Thái? Man, that shit was a banger bro. I liked it man, that shit. I love the beat, who made the beat? Beat này là một bạn ở trong đội của anh Dương Cây ạ. Cái beat này thì lấy cái ý tưởng là ngày xưa mình xem TV những cái thời năm 2000 á, thì nó hay có mấy cái tiếng quảng cáo lúc mà thời sự xong rồi dự báo thời tiết. Thì bọn em lấy cái tiếng chủ đạo là một cái âm hưởng gì đấy nó rất là Việt Nam để đưa vào tiếng tanh 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 tanh. Oh yeah, I love the beat, I love the genesis. So I think your energy was dope, I like your style bro, and I feel like the song was a banger, it's just a hit. Team Ku and Big, I feel like everybody is high energy and it's like your style, I really like it. Cảm ơn anh Thái. Xin mời hai em kêu gọi bình chọn cho mình nào. Em nghĩ là Originus lớn hơn em sẽ mời anh đi trước. Ok. Mọi người ơi, hôm nay mình rất là vui. Ngoài việc bản thân mình đến tham gia vòng đối đầu
thì hôm nay còn có sự xuất hiện của mẹ Nus đang ngồi ở vị trí kia. Yeah. Mẹ của Ojanus không ngại đường xá xa xôi bay từ Hà Nội vào đây để xem con trai diễn. Thế nên là các bạn hãy bình chọn cho Ojanus để trở thành niềm tự hào của người mẹ của mình nhá. Yeah. Giờ bình chọn mà lâu tới phụ huynh ra luôn rồi. Khó quá. Khó quá. Bên phe em có ai không? Thật ra thì mình cũng khá ghen tị với Ojanus bởi vì mẹ mình thì không ở đây nữa. Nhưng mà mẹ mình thì luôn luôn cho mình nghe nhạc lúc mình rất là nhỏ vì mọi người đều muốn mình làm nghệ sĩ. Cho nên là cái việc mình đứng ở đây, mình mong là mẹ mình ở trên và gia đình của mình ở nhà sẽ được nhìn thấy mình ở đây và đi tiếp. Mình mong là mọi người sẽ bình chọn cho mình để ông bà mình và bố mẹ mình đều vui. Nếu mà ông bà mình vui ấy thì nhà mình bán bánh mì mà. Mọi người sẽ ăn bánh mì free cả một năm. 10 giây bình chọn bắt đầu. Xin mời ban giám khảo. Cái mà vòng trước anh mong muốn ở Limitless thì em đã khắc phục được, nhưng mà nó chưa đủ để em có thể tỏa được hết năng lượng trong bài hát lần này. Cái cách em phối hợp nhuần nhuyễn trong flow và trong cách chuyển giữa melody và rap thì anh thấy rồi, nhưng mà anh cần hơn để anh có thể cảm được cái phân đoạn của em tốt hơn, có cái sự tương phản hơn so với những cái nguồn năng lượng mà bạn ý đem đến. Bản thân anh thấy cái phần của Ojanus sáng hơn một chút. Rick. Cá nhân em thì em thấy cái beat này, cái đoạn của Limits nó đang bị nhiều nhạc cụ quá. Với cái tông của bạn nên ít nhạc cụ lại một tí để cái vocal bạn được nổi hơn. Còn Ojanus thì em thấy trên cái thay beat này nó đang là thế mạnh của bạn. Cảm ơn. Đúng là cái chorus đã làm nên cái bài này, cho nên là có một lời khen dành cho Ojanus. Em đã tiết chế được cái năng lượng của em khi mà em lên sân khấu. Tại vì khi mình tập thì em nhảy lung tung beng hết. Hôm nay em có phong thái ổn định, chỉ có lời khen. Và Limitless, đáng lẽ cái phần điểm sáng khi mà em bắt đầu cái verse, cái phần mà châu a lại, chị rất là tiếc cái phần đó, tại vì trong bài này á chừa rất là nhiều chỗ để rapper có thể thể hiện. Và chị thật sự là rất trông chờ cái phần của em. Dù sao thì cảm ơn hai bạn đem một cái hit tới cho cái sân khấu này. Và chị nghĩ đây là một bài hát mà mọi người sẽ replay, phải không ạ? Cảm ơn chị. Trước khi được quyết định, chúng ta cùng xem kết quả bình chọn dành cho cả hai thí sinh. Mười chín điểm cho Limitless và 81 điểm cho Ojanus. Cho Bích nói thêm ạ. Limitless khi mà lên sân khấu có thể là bạn ấy đã di chuyển nhiều và sung quá nên là cái verse của bạn ấy không được trọn vẹn, chứ về cái verse của Limitless thì Bích thấy là khi mà tập bạn đã làm rất là tốt. Bạn ấy làm tốt, nhưng mà phần mà Suboy nói ấy, bạn vẫn có thể thi triển thêm một lần nữa để tạo ấn tượng với cái đấy. Thà bạn ý giữ cái đoạn đấy để cho đoạn sau gây ấn tượng thì nó sẽ có cái sự so sánh hơn là bạn đưa ngay vào đầu xong rồi đoạn sau bạn cứ trêu đều đều như thế. Đó là vấn đề. Không, có thể là những cái phân đoạn của bạn ý, nếu mà để mình nghe audio thì mình sẽ thấy là nó rất là trôi. Nhưng mà khi lên sân khấu thì có thể là bạn ý chưa biết tiết chế cái sức lực để có thể trình diễn thôi. Chứ còn Bích thì không nghĩ là cái verse đấy của bạn có vấn đề về phân đoạn. Có vấn đề về nốt nữa. Những cái nốt trầm của bạn khi mà mang lên sân khấu ấy, nó sẽ bị hút năng lượng rất nhiều. Đó là cái điều mà mình đã nhắc bạn từ khi casting xong là một, bài vòng 1 là 2. Nhưng mà lần này em vẫn bị cái lỗi như vậy. Cái đó không phải là cái điều sai, đó chỉ là cái thói quen viết kiểu như thế để mang lên sân khấu. Nếu như anh được nhận cái lời khuyên như vậy, anh sẽ tăng tone nó lên để mình hát được cái tông đẹp nhất của cái giọng mình. À, em hiểu. Còn một điều nữa không kém quan trọng, đó là mình tin tưởng vào mình. Tại vì chị hiểu cái tâm lý của thí sinh đi thi rất là lo lắng. Và chị nghĩ là Limitless chỉ cần có một cái sự tin tưởng về bản thân nhiều hơn một tí thì chị tin là Limitless sẽ thật sự là tỏa sáng và tốt đẹp.
Âm nhạc của em ở trên mạng rất hay, bọn anh đều nghe và thực sự là đánh giá em rất tốt. Nhưng mà khi mà em đi thi này thì có lẽ là sẽ hơi bị ngợp một chút. Và anh cũng biết là Bích rất là tiếc khi mà phải chọn lựa những cái thí sinh của mình khi mà được nhìn thấy các bạn ấy cố gắng quá nhiều. Nhưng mà anh nói thật, ngày xưa bọn anh đi thi cũng có những lúc cãi nhau, cũng có những lúc mà phải mất lòng nhau. Nhưng mà đặc biệt anh là một người theo những cái gì mà tập thể đang làm và những cái gì mà một cuộc thi nên có. Những cái điều thẳng thắn mình chia sẻ cho nhau sẽ là những cái bước đệm và những cái hành trang tốt cho bọn em. Còn cái sự tiếc nuối thì ai cũng sẽ có. Ai cũng không bao giờ muốn chia tay những con người mà đang dành nhiệt huyết và đang dành cái tuổi thanh xuân của mình cho một chương trình cống hiến như này. Bọn anh sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. Xin chúc mừng Okinus. Ojanus sẽ tiếp tục đi tiếp với 81 điểm. Ayo, xin cảm ơn tất cả mọi người đã vote cho mình với một số điểm rất là cao. Mình hứa là sẽ cố gắng hơn nữa ở trong vòng tiếp theo. Và rất là mong sau khi nghe bài hát này thì sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ tất cả mọi người. Nào lại buông đâu ba lời ong bướm rồi. Bướm 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 rồi. No. Yeah. Biết tin gì chưa, biết tin gì chưa? Sau một mùa khuấy đảo khắp các mạng xã hội với các tiết mục siêu đã tai thì chương trình âm nhạc được yêu thích nhất năm 2022 đã trở lại rồi đây. The Masked Singer Việt Nam mùa 2 ấn định ngày lên sóng vào 4 tháng 8 sắp tới đây. Thông tin càng trở nên nóng hơn nữa với sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật bí ẩn Trần Kính Bưng xuất hiện tại phim trường khiến khán giả không ngừng đồn đoán và đưa ra những cái tên phù hợp. Còn cả nhà nhìn những hình ảnh này sẽ nghĩ đây là ai? The Masked Singer Việt Nam mùa 2 cũng tung dàn mascot ấn tượng dễ thương hết sảy, nhìn mà mê đắm đuối luôn. Không biết phong dàn mascot sẽ còn lung thị linh tới mức nào nữa đây ta. Lướt một dòng comment từ khán giả về mascot mùa này cũng đủ để thấy mọi người kinh dàn mascot năm nay nhiều như thế nào rồi. Chắc chắn chương trình sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Lót dép phóng ngày chương trình lên sóng ngay thôi. Tuần tới các bạn được thưởng thức các chương trình giải trí hot nhất suốt cả tuần luôn. Thứ 2, 3, 4 với Hoa Vương, sau đó đến thứ 5 xem ngay Nala được phát sớm một ngày. Thứ 6 bùng nổ với tập đầu tiên của The Masked Singer Việt Nam mùa 2 ngày 4 tháng 8. Cuối tuần thứ 7 quẩy thả ra với Rap Việt mùa 3 nhé. Đầu tiên hãy xem Hoa Vương tuần này có gì hấp dẫn nào. Tiểu thư Hoàng Yến chân diện xinh nhất phường nhưng bị bạn trai cho leo cây trong ngày sinh nhật. Thủy Hương! Mách nhỏ nè, để sớm làm dâu nhà chủ tịch, Hoàng Yến nên tham khảo chiến thuật lấy chồng của anh Thư. Quen nhau lâu mà chưa thấy hỏi cưới, anh Thư 5 lần 7 lượt pressing đàn trai. Mình cứ như vậy mà chia tay đi. Chia tay cái gì chứ, cứ làm đám cưới thôi. Âm mưu bị vạch trần nhưng vẫn bình tĩnh. Để tôi vạch trần cái vở kịch mà cô đã đóng từ đầu đến cuối. Tiếp tục diễn sâu để thao túng tâm lý. Anh đi về đi, anh đừng có quan tâm về em nữa. Anh đi về đi. Miễn là cưới được anh Thư làm vợ, giám đốc bất chấp hết. Đây là người phụ nữ con yêu. Cho dù cô ấy có là người như thế nào thì con cũng không thay đổi quyết định của mình đâu. Chà, Na Lai đã phát sóng đến tập 10 rồi cả nhà ơi. Hương Mai nữ chính tập 10 của chúng ta với câu chuyện siêu chấn động địa cầu khi đã bị bạn trai cũ lừa cả tiền lẫn tình cảm. Anh ấy có lừa tiền người ta để kinh doanh, trong đó thì cũng có em tham gia đầu tư cả về công việc mà em cũng đã bị lừa dối. Ban cố vấn sốc trước pha lừa ngoạn mục của bạn trai cũ Hương Mai. Siêu cao thủ đấy. Nhưng cái kết một lần nữa khiến Hương Mai lại mất niềm tin khi trao nhầm hoa cho cực phẩm LGBT. Hơi buồn cho nữ chính chuyến này khi bỏ lỡ nam độc thân và kết nạp thêm người chị em. Cảm ơn em, nhưng mà hôm nay chị lại mất niềm tin vào cuộc sống một lần nữa. Và lại nữa nè, cả nhà nhớ đón xem tập đầu tiên mới toanh của mùa 2 lên sóng vào thứ 6 ngày 4 tháng 8 vào lúc 21 giờ nhé. Một sự thay đổi ngoạn mục đến từ The Masked Singer Việt Nam mùa 2 là chương trình sẽ cực kỳ gây cấn khi thay đổi format. Nghe nói mùa này có đến 25 nhân vật mascot và ngay từ tập đầu tiên sẽ có mascot phải lộ diện. Nhiều đó đã đủ hot chưa cả nhà? Vậy nên tôi xì bam lại lần nữa là nhớ xem The Masked Singer Việt Nam mùa 2 lúc 21 giờ thứ 6 ngày 4 tháng 8 nhé. Chờ mãi đến thứ 7 để bật Rap Việt lên thôi. Rap Việt tuần vừa rồi với màn xung trận của các chiến binh team Thái VG đã chứng minh được sức hút không hề giảm nhiệt khi liên tiếp đem về những thành tích khủng. Tập 9 Rap Việt đạt hơn 700.000 người xem đồng thời trên cả kênh YouTube và Vion, xuất sắc mang về hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ lên sóng. Tập 9 của Rap Việt cũng ghi tên mình vào top 2 trending YouTube ngay sau đó. Sang xịn miệng quá Rap Việt ơi. Xin gửi lời cảm ơn thật to bự trước tình cảm mà cả nhà đã dành cho Rap Việt. Mãi yêu, đừng bỏ lỡ Hoa Vương, Người Ấy Là Ai mùa 5, The Masked Singer Việt Nam mùa 2 và Rap Việt mùa 3 trên V Channel, xem sớm nhất trên Vion. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi Rap Việt. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, phun hết chất mình. Anh em ơi, ôi, trận cuối rồi. Mà thường cái gì hay nhất ta để cuối đúng không nè? Rõ ràng.
Vậy hãy chào đón Snoop D và Pháp Kỳ. Chào anh. Chào anh. Khi mà được đấu với Snoop D ở trong cái vòng này thì nó cũng đúng với cái ý em ban đầu luôn. Tại vì em với Snoop D có một cái tính gọi là hơi tăng động đó. Nên là mình nghĩ cái cặp này thật sự anh biết ghép rất là hợp. Đối thủ của mình là một đối thủ nhẹ cân nhưng mà nặng ký. Pháp Kiều có một cái tính cách riêng rất là rõ ràng mà mình cảm thấy là mình và Pháp Kiều rất hợp nhau. Với cái sự thể hiện của cả Snoop D và Pháp Kiều thì mình nghĩ là sẽ không có sự chênh lệch giữa cặp đấu này đâu. Và tất nhiên là cả hai cá tính của hai bạn sẽ được nêu bật lên ở cái bài thi lần này. Khi mà nghĩ về hai bạn thì anh chợt có một cái suy nghĩ là mình nên làm một bài diss. Nhưng mà nó dí dỏm. Thú vị, mình sẽ nói về những cái chuyện mình bất bình hay những cái thói xấu mà em không thích. Có thể là nó mang tính thời sự một chút. Ví dụ như là anh thì anh thường thường là anh sẽ không thích những cái người mà cứ đặt hàng xong rồi bom á. Và có rất nhiều những cái khác nữa. Tất nhiên là cái cách mà mình nói cái chuyện không thích nó sẽ là chia sẻ những cái quan điểm tích cực. Và mong muốn rằng là những cái điều tiêu cực kia nó sẽ được sửa đổi một chút. Khi mà nghe được cái chủ đề của anh Bích gợi ý á, thì mình cảm thấy kiểu như gà đúng đài luôn. Rất là hợp với lại cái tính của mình và anh Snoop D luôn. Thì mình sẽ nói về những người trên TikTok mà kiểu review sai sự thật nè. Cũng có thể là những người hay vứt rác bừa bãi. Nó làm cho tụi mình cảm thấy là muốn viết liền luôn á. Em nghĩ là em sẽ có nhiều điều để viết trong cái bài này. Anh biết chắc chắn là cái sự xeo sắt của em là em sẽ tới bến luôn á. Gà đúng đài luôn. Nói chung là mình nói về những cái thói xấu mà mình không ưa. À, ở miền Nam tụi em á có một cái từ rất là dễ thương, đó là không có ưa. Không có ưa. Không có ưa. nghe là thấy rõ thái độ đấy. Đấy, và mình hãy lôi vào trong cái hook của mình. Mình hãy tạo ra một cái hook với rất nhiều những cái không có ưa. Ví dụ mình không có ưa. Không có ưa. Anh nghe bọn em mà đọc cái từ hổng có ưa là anh cảm giác là cái nhạc hau đấy. Từ nó phải vui, mà nó phải hơi dồn dập một tí. Đó, xong rồi em lại đẩy cái thái độ của em vào ấy thì bài nhạc nó sẽ rất là bùng nổ. Yes sir. Anh nghĩ là mình phải làm sao để mọi người có thể lấy cái đoạn hút của tụi mình để mọi người nhảy trên TikTok. Đây, hot TikToker đây rồi còn gì nữa. Chắc là em sẽ làm một điệu nhảy gì đó ở cái hút. Đó, đúng tủ. Thế giờ anh bật beat cho em nhảy nhá. Khi nghe cái con beat á thì mình thấy là mình có thể đi một cái flow cực gắt ở trong đây. Và mình với Snoop D sẽ làm cho mọi người nhún nhảy không ngừng theo nó. Về phần hòa thanh của beat, mình có sử dụng cái tiếng piano để tạo cái cảm giác nó hơi cổ điển. Nhưng mà khi cái tiếng piano nó chơi theo một cái hòa thanh có sức hút thì nó sẽ tạo cái cảm giác như là ca khúc nó có một sự gì đấy nó đanh đá. Sẽ rất hợp với cả cái nội dung mà Big đưa ra cho hai thí sinh. Và để nhấn được cái sự cá tính của hai bạn ấy nó tương phản nhau như thế nào thì ở cuối beat mình có thiết kế một cái đoạn để cho hai bạn ấy đối đáp với nhau. Và nó sẽ thể hiện được cái sự tương tác giữa hai thí sinh tạo ra một ca khúc hay nhất có thể cho khán giả. Yeah, ngon quá. Tinh thần thì là tốt rồi đấy anh. Dạ, quá đã. Còn về âm nhạc thì an tâm, anh Dương sẽ làm một cái beat cháy sân khấu cho bọn em. Yes sir. Cố lên nha. Dạ. Thế có ưa không? Không có ưa. Bữa nay đẹp quá à. Cảm ơn anh. Cưng quá, cưng rồi. Sao mà tôi thích cái năng lượng của hai người này quá. Nó tạo ra một sự tương phản đúng nghĩa là nước và lửa hả? Để coi nước và lửa ai thắng. Họ sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục mà nghe cái tựa thôi là tôi nghĩ đây là một cái câu nói mà hầu như bất cứ ai trong đời cũng muốn nói một lần. Nhìn thẳng vô cái mặt cái người mà mình muốn nói nhất để thốt lên ba chữ. Không có ưa. Vậy là đứng đợi cũng được 3 ngày. Chỉ vì 4 chữ chị đã nhận ngay. Đã có sướng tay rồi không nhận hàng. Tôi ngờ vận may ai ngờ vận hàng. Sau Covid thì có chung Evisu. Đầu cắt môi để về còn tháo mũ. Cha mẹ ở nhà phải kiếm từng đồng lương. Cô chạy ra đường tập làm báo thủ. Không thể không đi bill. Chú ta ẩm thực hay chiến thần reveal. Xem quán ăn nghe như phiền tòa. Phán theo kiểu quán của riêng ta. Tôi mà nói không có cãi được. Tôi ngoại cuộc nên tôi nhìn xuyên quá. Thương thì làm biến không giúp nói chuyện nhà. Lời mày bóc phét như tại là chuyên gia. Thế nên anh mới chỉnh. Dù biết là khó sửa. Không phải anh khó tính.
do tụi em có yêu. Anh không thể để cho phụ nữ chìm, anh chỉ bảo đôi tụi em không đen. Có mày sắc, có ngày nến kìm, khi tụi tôi đi không cần nôn bá. Mày đã tiêu ý thức văn mình, tụi anh không có ứa. Mày còn thích phát biểu linh tình, tụi anh không có ứa. Tụi mình là vợ đét minh tình, tụi anh không có ứa. Nói chung không có ứa. Online cũng không có ưa bàn phím. Muốn được lên tìm kiếm thì gặp mặt cùng bàn thêm. VIG big team nhưng tôi phát kiều hàng hiếm. Em the leader chiếm cả xa em who I am. Cho mượn money, được cưng như baby. Đến lúc mà lấy đi thì nó lại hẹn lại mấy kỳ. Giờ xem lật mặt sáo mới phát ở tầm này. Mà nó học nhanh quá ai đâu biết nó làm ngay. Biết đây là biết người thì biết đó là hình phán. Xét khi online chúng mình được tới đâu mà nhìn. Lê hết mình cào phím cho càng thế mới là đỉnh. Số đang hò chưa tới nên đừng có vội dành mà kinh. Có thể mấy camera được số đang chạy bằng cơm. Là khi mà phát âm thanh thông báo tức là báo bằng mờm. Không có báo nhưng vẫn mở lên nghe đi du. Nghe xong đi em mua cho áo heavy xù xời. Làm rap biết khơi bạn không nghe lời. Ơi đất ơi ý quên mất hay cái level xa vời. Mình không có ưa cũng không có vừa. Nhìn xem thấy chưa lớn đi thì là xong ngôn trên TV. Mấy lời nói đầm tiếu xung quanh tụi em không có ưa. Hay cái ăn tức ở là nhanh tụi em không có ưa. Mấy anh hùng bàn phím đang canh tụi em không có ưa. Nói chung không có ưa. Có nghe nhà nhắc như nhỏ nhẹ mong là tụi em sửa sai. Để cho mấy em nhỏ trẻ một cái thật là thọ thẻ để tụi nó được rửa tay. Chính vì thế anh và Kiều lên tiếng để bà con được sống trong yên bình. Không phải nghe đặc vô và coi bấm chìm đắm vào mình em yên tĩnh. Thích thì cứ tiếp coi như cho nó mà làm đi. Ai cấm đâu cứ nói nếu mà không có nhục làm gì. Ai thâm để đang nói cho ai thấm. Nghe đi sai đắm coi em rap phải sai hâm. Biết gì không biết nên biết điều đi. Trước mặt vui phải cho ở đằng sau nhiều lời. Thể hiện vừa phải để làm quá nhiều khi. 49 mà gặp 5 mới là tiêu đời. Anh có ưa không Snob? Anh này không có ưa. Còn em thì sao kìa? Em hả? Em thì ưa thêm sắc. Đừng thắc mắc tại sao lại không ưa. Đưa Snob đi cầu giao bằng công tác. Bật công tác không phải để gật đầu. Mà để bắt đầu khi gặp tự đập trong vắt. Mày đã theo ý tức văn mình. Tụi anh không có ưa. Hay nghe ăn tức ở là nhanh. Tụi em không có ưa. Tụi mình là vừa đến bình tĩnh. Tụi anh không có ưa. Nói chung không có ưa. Không có, không có, không có. Trời. Xin cảm ơn của đoàn bước nhảy. Trời ơi, nói chung là không có ưa. I love you. Quá dễ thương rồi. Tôi chưa bao giờ thấy các thí sinh thi đấu mà thần thái ngút trời, hú hồn. B-Ray, em có ưa không? Dạ ưa, ưa quá trời ưa. Ưa. Dạ vâng. Chứ nói về Snoopy đi hết. Ở cái vòng 1 thì em cảm thấy bạn phải sử dụng một nhân vật nào đó hay một cái gì đó để gây cái sự chú ý rồi bạn mới bắt đầu rap. Thì qua tới cái vòng này thì anh biết đã cải thiện cho bạn rất là nhiều. Mới đầu vào thì em cũng bị đánh lừa. Xong rồi cho tới lúc Pháp Kiều ra thì trời ơi, Pháp Kiều chọc đủ nơi hết luôn. Chỗ nào chọc cũng đã hết. Rồi em rất là thích ạ. Cảm ơn. Thật ra là cái chủ đề này nó gồm rất là nhiều thứ. Mình sẽ nói về những cái điều mà mình thấy nó không hợp lý hay là những cái thói xấu mà hiện nay ở xã hội đang có. Nên là anh muốn các bạn ấy tổng hợp rất là nhiều những thứ mà các bạn ấy cảm thấy là không có ưa. Dạ, như vậy thì em thấy là bạn Pháp Kiều chọc không ưa mấy cái thứ em thích hơn. Chọc đúng chỗ ngứa hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Andre có ưa không? Tất nhiên là ưa, nhưng mà xin lỗi bởi vì vừa rồi các bạn đốt cháy khán phòng này cho nên là Andre không nghe rõ được các bạn rap cái gì lắm. Bởi vì khán giả hú hét ghê quá. Cho nên là... Nhưng mà Andre cảm nhận được cái năng lượng của bạn đem lại. Giống như là Snoop Dogg với cả Lil Nas X trên sân khấu. Tôi thật là mình đi club mình đâu cần nghe rõ chính xác người ta nói cái gì đâu ha. Coi như mình tới nó chỉ quẩy thôi đi.
Anh Thái, giờ mình không hỏi anh hợp hay không nữa mà anh ưa không? I feel like you guys did a great job performing. Nhưng mà cái bản này, I feel like you guys are just, I don't know, like it wasn't your strongest song, you know? I know you guys are that much better, you know? But it's fun. And Emma, like Andre Noi, em like compare em to Lil Nas X, but I think you could be bigger than Lil Nas X. Like I think you could be international, you know? Anh Thái cũng ghi nhận cái thành công của mọi người. Nó minh chứng rất là rõ ràng là mọi người cùng đứng dậy. Em giải thích cho anh Thái một chút. Đối với một đoạn rap nhịp house với một cái flow mà nó linh hoạt như kiểu Pháp Kiều ấy này thì nó sẽ hơi khó cảm. Của Pháp Kiều nó nên là ở những cái nhịp khác và có thể là những cái nhạc cụ khác nó ôm vào trong cái phân đoạn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì em vẫn cảm nhận được đầy đủ trọn vẹn những cái gì mà Pháp Kiều muốn đem đến. Đây vẫn là một phân đoạn hay và bạn ấy xử lý vẫn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và thực sự anh là một fan của em với cái flow của em trong chương trình này. Yeah, cảm ơn anh. Yeah. Mặc dù vậy, mình vẫn phải công nhận là mỗi bài hát nó đều có một cái tính phục vụ riêng của nó, đúng không? Và nếu hôm nay mọi người nghĩ là hai thí sinh ở đây đã phục vụ cho mọi người một bài hát rất là sôi động, nhiệt tình thì các bạn hãy make some noise một lần nữa nào. Với bài này của Snoop Dogg và Pháp Kiều thì mình biết mình làm những gì với những cái quân bài mà mình có. Cả Pháp Kiều và cả Snoop Dogg họ chưa có nhiều kinh nghiệm rap, cho nên là cái việc mà chọn nhạc house ấy để nó có thể tôn được lên cái hook, nó là một cái điểm nhấn của bài hát và tôn nó được cái chủ đề hổng có ưa. Còn về cái việc flow của hai bạn Q ở trong cái bài này thì team âm nhạc cũng như là Big đã thay đổi rất nhiều để cho các bạn ấy có thể đi được cái flow. Và nghe tổng thể thì cái beat nó rất là hỗ trợ cho Pháp Kiều cũng như là Snoop Dogg. Vì là biết Big là muốn mọi thứ là thuần giải trí và cho nên là cái bài này là một bài hay. Anh tin nhá, ở trong câu lạc bộ sắp tới đây, cái bài này sẽ được bật rất là nhiều, nói thật. Rồi mai thôi là nó lên TikTok rồi. Âm nhạc mà, tùy mỗi người cảm nhận thôi. Chỉ cần chúng ta nói thích thì nó là thích, không thích thì nó là không thích. Chỉ có cái là mình sẽ chia sẻ để cho các bạn có thể phát huy được đúng cái bạn đang làm tốt để cho nó tốt hơn nữa thôi. Bây giờ ưa hay là ứa thôi không anh Thành? Đúng rồi. Anh Thành ưa hay là ứa? Anh thì anh mê lắm. Tại vì anh cảm được hai bạn đang làm gì, mình thấy rõ ràng cái loại âm nhạc này nó sẽ hợp với cái năng lượng của Pháp Kiều hơn. Nhưng mà ngay từ lúc đầu tiên thì Snoop đi ra cũng làm cho mọi thứ rất là cháy bỏng. Phần nào ra phần đó anh vẫn rất thích. À ha. Một lời động viên cho Snoop đi nào. Dạ. Yeah. Thêm đây nữa là hôm nay anh muốn chúc mừng Snoop đi. Hôm qua bạn ấy đã vừa được làm cha. Oh. Oh. Hey. Chúc mừng Snoop đi. Chúc mừng bánh bao. Bác sẽ đến thăm con. Yes sir. Con trai hay con gái em? Con gái. Nhất luôn em ơi. Giới thiệu. Nói chung là con gái phước gia. Nhìn em anh tin em là người đàn ông tốt. Ok, chúc mừng em. Chúng ta kêu gọi bình chọn thôi. Mời người cha. Ây da, vui lại. Vui ha. Giờ mà mọi người ơi, mọi người bình chọn cho mình với lại Pháp Kiều nha. Nhưng mà nhớ bình chọn cho mình á, mình có tiền về mình mua sữa tã cho bánh bao nha. Yeah. Hôm nay cái kêu gọi bình chọn dễ sợ quá. Trời ơi, quá trời rồi. Kiều ơi, còn gì để đẩy không em? Để em. Mọi người hãy bình chọn cho Pháp Kiều. Bởi vì như lời bài hát đã nói là Big Team nhân tố Pháp Kiều hàng hiếm. I'm the leader team, cả xa em hút ai em. Thế ghét thiệt. Ứa ghê. Cái năng lượng muốn ngắt con cái ghê thiệt hả cha. Karik ưa cái vụ này không? Rất ưa anh. Rất ưa luôn ha. Cực kỳ ưa. Ok là. Bây giờ chúng ta bình chọn. Chúng ta cùng đến với số bình chọn dành cho hai bên. Yeah.
27 cho Snoop Dogg và 73 cho Pháp Kiều. Andre, nếu như được chọn, bạn sẽ chọn ai? Chắc là anh sẽ chọn Pháp Kiều. Về kỹ thuật rap thì hai bạn đều còn rất là mới, nhưng mà Pháp Kiều có cái flow thay đổi, biến hóa nhỉnh hơn Snoop Dogg một chút. Ok. Bill Ray. Dạ vâng, thì em chọn Pháp Kiều. Cảm ơn Bill Ray. Anh Thái. I think Snoop. Một phiếu cho Snoop. Em muốn nói thêm là khi mà bắt đầu làm bài này thì tập 1 của Pháp Kiều cũng phát sóng. Snoop Dogg rất là áp lực, nhưng mà Snoop Dogg có một cái thái độ làm việc rất là chỉnh chu và bạn ấy không ngại cái việc mà sửa chữa. Mỗi khi mà em nói rằng là chưa được, sẵn sàng bạn ấy có thể viết lại, và cái thái độ làm việc của bạn ấy rất là nhiệt tình và em rất là trân trọng cái thái độ của Snoop Dogg. Ngoài ra thì Kiều sau cái vòng 1 được rất nhiều những cái lời khen và cũng có cả những cái lời nó không hay. Nhưng mà một cái điều mà em cũng khá là khen Kiều là Kiều không bị mất tập trung vào những cái điều bên ngoài, nên là anh có một lời khen cho cả hai em. Cảm ơn Big. Xin mời bạn giám khảo. Đối với anh thì hai tụi em còn rất là mới. Snoop Dogg từ những ngày đầu cho tới bây giờ anh thấy là sự cố gắng của em và nó thay đổi rất là rõ ràng. Còn với Pháp Kiều thì bản thân anh cũng như tất cả khán giả ở đây đều thấy là em là một cái nhân tố quá nhiều sự bí ẩn. Anh nghĩ là một trong hai em sẽ còn rất là nhiều thứ để khai thác, nhưng mà đây là một quyết định mà anh nghĩ là người này sẽ là người có thể tạo được nhiều dấu ấn cho vòng sau nữa. Và anh xin đại diện cho Suboy cũng như Chesedy đưa ra quyết định. Người đi tiếp sẽ là Pháp Kiều. Pháp Kiều, chúc mừng Pháp Kiều sẽ đi tiếp với Big Daddy. Và Snoop Dogg sẽ tiếp tục với vòng A-Bars. Dạ, yeah, Pháp Kiều rất là vui khi mà được đi tiếp và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xem trực tiếp các giải thể thao kinh điển nhất hè 2023 về Go Sport trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt mùa 3 vòng thi đối đầu. Như vậy là sau 4 bài thi rất là xuất sắc thì hiện nay Big Daddy đã có được cho mình những chiến binh rất là mạnh. Và 4 người còn lại sẽ bước vào vòng thi A-Bars. Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp lại Snoop Dogg, EDK, Gừng Không Cay và Limitless. Ok, với một người thú vị như Big Daddy thì chủ đề là gì nhỉ? Vâng, và chủ đề 83 mà em đưa ra cho các bạn sẽ là bớt xem bói. Bớt đi xem bói. Vâng, tất nhiên là câu chuyện tâm linh nó sẽ hoàn toàn khác với cả mê tín dị đoan. Và em nghĩ rằng là việc mà chúng ta cứ tin vào những cái lời xem bói thì nó sẽ làm chúng ta mất đi cái sự tin vào bản thân mình. Thế nên là em muốn các bạn ấy sẽ có thể kể những câu chuyện các bạn ấy tin vào bản thân mình hơn. Đây là những cái bài mà anh nghĩ chắc là sẽ rất là hữu ích cho mấy anh, đưa cho mấy chị nhà nghe. Bớt coi bói lại. Emily à? Vợ em là tâm linh, nhưng mà cái chuyện mê tín dị đoan nói là một chuyện khác. Andre có bao giờ đi coi bói không? Chắc có rồi. Không, Andre thì không thích xem bói, nhưng mà người yêu thì thỉnh thoảng hay gọi đi xem bói cùng. Tôi nói cho Andre biết hồi xưa là tôi với bà xã tôi là đi coi bói là lấy nhau là tán gia bài sản đó. Nhờ tôi cãi thầy bói giờ mới có 7 năm. Bill Ray, em có coi bói không? Bạn gái của em thì cũng rất là thích coi bói. Yeah. Thì em mình cũng nghe chơi cho vui thôi, nhưng mà em thì không tin vào mấy cái đó. Anh Thái, anh thấy sao anh Thái? Anh không thích chơi mấy cái đó. Không thích chơi cái đó hả? Tại cái đó là mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, you know. Như vậy là chắc cũng coi rồi. Nhà kia mình làm thử cho nó nói gì. Nhưng mà nó nói tốt, mình nghe tốt, nhưng mà mấy cái nào xấu mình không nghe. Trời sao anh khôn vậy? Tự nhiên nói tốt anh nghe, xấu anh không nghe. Mà làm coi cho vui thôi, không có coi để mình believe anything. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng các thí sinh, các bạn chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nghe hai bài beat nhá. Beat số 1. Beat số 2.
2 phút chuẩn bị bắt đầu. Topic này khó đấy. Ok. Snoop D. Dạ cho em xin beat số 2. Beat số 2. Let's go. Để tôi kể mọi người nghe lần đầu tôi đi coi bói nha. Sao? Để kể cho nghe lần đầu tiên anh đi xem thầy. Ông nói với anh thầy nói không đúng thì coi như xui. Lần đầu như lần cuối đi gặp mấy ông như này. Trời là trời đúng thầy bói nói dối như cuội tính anh đầu ngẩng thiên ngang. Còn tay anh thì đang vỗ ngực. Những gì anh đang có được tạo ra bằng sự nỗ lực. Để đến thành công dù khổ cực anh tự lực băng qua. Rap Việt VR Lay BFC cùng anh thăng hoa. Times DDK. Yeah. Cho em xin con beat số 2 ạ. Số 2. Yeah. Yeah, đừng coi bói cipher. Thôi, không tin lời ông nói đâu. Thôi, tôi không đi xem bói đâu. Thầy bói, nghe nói thầy bói xem voi. Không biết uy tín như nào nên cũng thử xem coi. Thầy bổ quả cao, xong rồi bỏ vào thau. Đúng nhận sai cái, thầy lại ngồi thả flow. Và tôi thì rất băn khoăn. Vừa mới mất 500 để nghe mấy lời xàm. Với nhìn một ánh mắt chăm chăm. Hóa ra vỏ bọc thầy bói chỉ là ngụy trang. Thế nên đừng tin, đừng mê tín dị đoan. Ok. Yeah. Yeah. Gừng không cay. Let's go. Em tiếp tục chơi con beat số 2 ạ. Yeah. Ok. Yeah. Ok, vừa ngủ dậy nhớ ra có lịch hẹn đi coi bói. Ở 20 tuổi trẻ chúng em vẫn còn phơi phới. Dù anh hơi nhỏ đẹp trai mà tình yêu chưa tới. Bạn bè đều có nên chúng nó cứ để mình ra soi mói. Và thầy phán là tướng con chỉ mới mất trái tim thôi. Đã có một bé gái chuẩn bị có thêm cặp sinh đôi. Đồ nói điêu. Vợ chưa cưới thì con cái đâu ra. Cẩn thận vì kẻ dối cha sẽ bị quả bắt rượu hầu tha. Và cuối cùng Limitless. Yes sir, mọi người lúc nào cũng hỏi là đúng nhận hay là sai cãi đây. Cho em xin nốt con beat số 2 để mà kết thúc cái vòng này đấy ạ. Beat số 2. Đúng nhận sai cãi giúp cô nào. Nhưng mà Melodic bảo là gì ạ? Không nghe. Đúng nhất sai cái này vẫn còn cái mà con không nghe. Cô phản mà con bảo sai là cô lại nhăn mặt liền. Cô ăn quả câu và mau thả câu bằng tông giọng nam. Mà sao người âm bảo không gặp con trừ khi mà con đặt tiền. Cô bảo là tăng ngày sống phiêu bạt và trông đánh hành gian. Khi mà con rất yêu nhau và công thành danh khang trang. Cô biến nước khoáng thành nước trời cho. Rồi cho tai xuôi để con trình báo mấy chú công an xử theo tội 320. Yeah. Rất là thú vị. Anh em ơi, tôi nói này nó hơi cá nhân xíu. Cho tôi xin tôi nghe cái 8-3 của Pháp Kiều được không? Pháp Kiều ơi, em có thể nào em tặng anh Thành một đoạn 8-3 của em trong cái chủ đề này được không? Cho em xin con biết số 2. Thấy ghét thiệt nha. Bộ quá cao thầy bảo là con sắp lấy vợ. Con mới thốt lên oh my god sao mà đúng thấy sợ. Không tin coi bói mà nó lại đúng thấy nhờ. Không đúng chính xác nữa mà là đúng thấy sợ. Con xỉu 3 ngày rồi xỉu thêm 7 bữa. Thầy coi sao hay quá con mà nhớ là gãy nữa. Con nói thêm gì nhiều thành công gặt hái. Nhưng con muốn gặt là hái thứ hiu. Trời đất ơi. Trời ơi trời, nghe thầy nói là thấy vợ hú hồn liền hả? Rồi cảm ơn bé, mời bé về chỉnh danh công đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hên Pháp Kiều ông thi 83. Chứ cái bữa coi bói dễ sợ quá. Dạ, em xin ý kiến từ mấy thầy ạ. Thầy Bi thấy sao thầy? Dạ, em chào thầy Thành. Em thấy người chiến thắng sẽ là người nhuộm tóc ạ. Dạ. Đây nhiều có tóc lắm thầy ơi. Em cũng thấy người đó sẽ có mắt kiến ạ. Có mắt kiến. Đúng nhận sai cãi cái ạ. Bắt đầu tôi cọc với thầy rồi nghe.
có dây chuyền không thầy? Ok, em thấy Snoop D cái màn 8-bar này rất là hay à. Vẫn có cái yếu tố hài hước, vẫn là Snoop D. Một phiếu cho Snoop D. Chưa What? Thầy lừa tôi quá ha. NDK rất là thích cái màn 8-bar này luôn. Kiểu làm rất là tròn vẹn cái phần trình diễn của mình. Yeah. Gần không cây thì em cũng thích luôn. Chứ thầy ba phải quá à. Dạ đúng rồi, cảm thấy là em rất là may mắn khi mà em được đi trước anh Big Daddy ấy. Tại vì anh Big Daddy em sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nhưng mà nếu mà phải chọn thì em nghĩ là em sẽ thích chức ngông cuồng của bạn Limitless. Limitless. Một phiếu cho Limitless. Andre, đây là một cái chủ đề rất là khó mà thầy của em đã đưa cho các em. Thật ra thì cả bốn bạn đều làm rất là tốt, cho nên là rất là khó để mà chọn. Anh sẽ chọn EDK. Một phiếu cho EDK, anh Thái. I think hết tụi em làm tốt, it's really good, all you guys. Nhưng mà the one that stood out to me là chắc EDK. Hai phiếu EDK. T, em chọn ai? Thì em sẽ chọn Limitless và EDK. Nhưng mà sẽ nghiêng về EDK hơn. Tại vì anh thích cái câu thầy nhà flow của em, rất là hay. Su. Về nội dung, tất cả các bạn đã làm rất là rõ ràng và cũng phải đồng ý kiến với lại T. Hai bạn nổi trội nhất đó là Limitless và NDK. Mà để mà phải chọn nữa thì kỳ này Su Boy phải nghiêng về phía NDK. Paris. Em sẽ chọn người có màu tóc giống em. Em chọn Gực. Tất cả ý kiến đã có. Mời huấn luyện viên Big Daddy. Đối với anh thì bốn bọn em làm rất là tốt cái phần 8 bars này và không có một ai nổi trội quá so với cả ba người còn lại. Anh nghĩ là anh đã có quyết định cho mình rồi, nhưng mà thật sự là những cái ngày được làm việc cùng bọn em, anh thấy rất là vui và anh thấy cảm giác như là bọn em trao lại cho anh rất nhiều năng lượng. Đó là một cái điều mà anh cảm thấy mình rất là may mắn khi mà mình có mặt ở Rap Việt. Anh biết là tất cả mọi thứ rồi sẽ được kết luận bởi khán giả, nhưng mà chúng ta đã có gần một tháng trời làm việc với nhau. Anh được viết nhạc cùng bọn em, anh được ngồi cùng bọn em và anh rất là trân trọng. Người sẽ đi tiếp với anh. Gừng không cay. Thưa quý vị, Big Daddy là team cuối cùng khép lại vòng thi đối đầu và cũng đã hoàn thành bộ 6 thí sinh để có thể bước tiếp vào vòng 3 cùng với 3 team còn lại với số điểm như sau. Test 52 điểm, Hurricane 54 điểm, Agenus 81 điểm, Pháp Kiều 73 điểm, Gương Không Cây 48 điểm và một thí sinh lấy từ team B-Ray Double 2T với 36 điểm. Tổng điểm của team Big Daddy là 344 điểm. Và tôi xin được tổng kết lại, hiện nay team của anh Thái Việt G đứng hạng nhất với 347 điểm. Team Big Daddy về nhì với 344 điểm. Team B-Ray về thứ ba với 336 điểm. Và team Andre với 328 điểm về thứ tư. Như vậy là chúng ta sẽ có được những lợi thế ở vòng 3 dành cho những đội về nhất và về nhì. Còn đội về 3 và về 4 sẽ có những thiệt thòi như thế nào, chúng ta cũng sẽ biết vào tuần sau thưa quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn thí sinh đã đến với team của Big Daddy. Và trước khi chia tay, tôi muốn những người còn lại hãy chia sẻ những cảm xúc của mình. Xin mời em EDK. Em thì rất là vui khi có được sự công nhận từ các vị giám khảo cũng như huấn luyện viên. Cảm ơn tất cả mọi người. Cũng rất là vui khi mà có một gia đình nho nhỏ trong khoảng thời gian này. Nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em. Chưa bao giờ em được như vậy. Và cảm ơn anh Bích đã dìu dắt em. Em cảm ơn anh. Rất là nhiều lời khuyên ghi nhớ mãi. Và còn một điều nữa là lúc nãy Hurricane bảo là ai vote cho bạn thì nhớ ra đòi chè nhá, đừng quên.
chết. Thật sự thì bây giờ em đang rất là xúc động ạ. Và em được quay trở lại chương trình một lần nữa. Và em được tìm thấy những con người mới, những người bạn mới, những người gia đình mới, những người anh chị mới. Nhận ra là suốt cái chặng đường mà mình cố gắng mình tự chạy một mình, và tất cả những người anh em ở đây đều có cái con đường riêng của họ và cũng tự chạy như thế để đến cuối cùng anh em được gặp nhau ở đây. Đấy là một điều mà em nghĩ là sẽ rất khó để có một lần thứ hai. Cảm ơn Gừng. Anh hy vọng em sẽ cố gắng nhiều hơn. Dạ, còn em thì chắc là em nghĩ là em là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Tại vì đối với em thì không có gì bằng cái món quà mà em vừa mới được nhận. Và cái mà em vui tiếp theo đó chính là em chỉ mới rap đây thôi, nhưng mà em đã được đứng tại sân khấu này cùng với những người rapper rất là tài năng, rất là giỏi. Thì em cảm thấy em được học rất là nhiều thứ từ tất cả mọi người ở đây. Và em mong là con gái của em sẽ luôn tự hào về ba của nó. Em thì mọi người biết mà mình có nhiều dự định trong tương lai và nhiều dự định trong năm nay. Rap Việt là một trong số đấy. Cái thời gian mà Rap Việt nó giúp cho mình được tiến bộ rất là nhiều, được ở cùng với mọi người ở đây, với huấn luyện viên, anh chị giám khảo, và đặc biệt là với anh Bích. Em là người rất là thần tượng anh. Đến ngày hôm nay kiểu tất cả những gì em cần là lời nhận xét từ mọi người kiểu một cách thực sự. Nó sẽ là cái mà em sẽ lưu vào trong quyển kinh nghiệm ở cái sự nghiệp âm nhạc của em. Và em mong là dù có thế nào hay nữa thì mọi dự án, mọi kế hoạch của em trong tương lai đều được ánh mắt của các anh chị dõi theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Limitless. Một lần nữa xin được chúc mừng cho team của Big Daddy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được khép lại vòng thi đối đầu ở đây. Và bắt đầu từ tuần sau, quý vị và các bạn sẽ tiếp tục được theo dõi vòng thi thứ 3, vòng thi bứt phá Rap Việt do V-Channel và Vion thuộc Đất Việt VSC Group Holdings thực hiện. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Lay's, Lay's giòn bung vị, rap hay bùng nổ. Xin cảm ơn Streetwear Dirty Coy đã hỗ trợ trang phục cho thí sinh. Xin cảm ơn Zip Việt Nam Automobile đã đồng hành cùng với Rap Việt. Xin cảm ơn Wanna Music Việt Nam, nhà tài trợ thu âm và phân phối độc quyền bản ghi Rap Việt mùa 3. Chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Quý vị hãy tải ngay Vion để xem sớm nhất và trọn vẹn Rap Việt mùa 3. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị đừng quên fuelvg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vòng 3 với Rap Việt. Và ngay bây giờ, ván cờ bứt phá của 4 huấn luyện viên sẽ được bắt đầu. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn của The Masked Singer Việt Nam. Mùa 2. Chúng tôi sẽ chọn ra 6 bạn đấu độc lập cho vòng thi thứ 3, vòng chinh phục. Mỗi một bảng sẽ có đại diện một team ở đây. Như vậy là mỗi bảng có 4 thí sinh. Và trong đó chỉ có duy nhất một người chiến thắng mà thôi. Sẽ có 6 thí sinh vào chung kết. Cộng thêm mỗi vị giám khảo được cứu lấy một thí sinh. Như vậy chung kết năm nay có tổng cộng 9 thí sinh. Và bây giờ đối với chót, sẽ phải lật ra 3 quân bài đầu tiên cho bảng A, B, C. Đối với thứ 3 sẽ phải tung 2 quân bài tiếp theo cho bảng D và bảng E. Và đối với nhì chỉ tung trước một quân bài của bảng F. Người về nhất là team của anh Thái Việt G sẽ ngồi chơi xơi nước để xem tất cả mọi người tung ra những quân bài nào. Và anh ấy sẽ hoàn toàn có chiến lược để có thể biết được thí sinh nào trị được cái đội nào. Chúc mừng anh. Thank you. Ở mùa 3 này thì các huấn luyện viên phải đấu trí với nhau, phải tính toán rất là nhiều để mà có lợi thế đưa thí sinh của mình vào chung kết. Nó sẽ khó hơn rất là nhiều. I'm happy that we have the highest score. Gives my team the best chance to win.
nó cũng hơi căng não đấy. Nó làm cho mình phải suy nghĩ xem là mình sẽ xếp ai như nào, làm sao. Chúng tôi mời đội đi đầu nhưng về chót trong vòng đối đầu vừa rồi. Cái này xui thôi ha. Không tính toán chứ không phải là xui. Chứ tính toán là đã về nhất rồi. Chọn đi lâu là về nhất rồi, thật mà. Andre muốn dò xem là huấn luyện viên còn lại sẽ để những thí sinh nào của ba bảng này. Từ đó là ba bảng sau mình có thể toán được. Cho nên Andre để Hydra, Richie DIC và Shrenech. Andre cũng làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu. Phải chia bài ra để các huấn luyện viên khác sắp xếp thôi. Ít điểm nhất mà. Khi mà mình thấy Andre có những cái sự bất lợi đó thì mình đồng cảm tí xíu. Tại mình cũng kế bên. Cũng đâu có khác gì đâu. Mặc dù hai nón vàng nhưng làm càng hỏng lợi. Cho em xin vài giây suy nghĩ được không ạ? Nghĩ làm gì đau đầu. Có cái timer lên giùm. TikTok. Mình đã có trong đầu ba thí sinh đối đầu với ba thí sinh đó rồi. Hai cái bảng mà mình đưa ra sẽ để cho Captain và DT thống trị. Cũng có thể là có một chút chiến thuật gì đó từ B-Ray. Tuy nhiên thì những thí sinh đầu tiên nó cũng chưa có thể phát được ra hết tất cả cái tổng thể của cả bảng á. Đối với nhì là Big F thì chắc chắn là phải là Pháp Kiều rồi. Anh Big Daddy dám để Pháp Kiều một cái con ác chủ bài lộ như thế này á. Ra đòn trước để cho các huấn luyện viên khác sẽ đưa những cái thí sinh chất lượng của họ vào. Ok, nếu mà anh đã quyết định như vậy thì em cũng sẽ có con ác chủ bài của em để gặp anh. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào từng bảng nè. Mời team B-Ray. Hydra là một bạn rất là mạnh. Cho Lyrical vào. Cái quyết định của mình là sẽ chọn một bạn Lyrical. Nhưng có một cái chất chiến mà Hydra không có. Người cũ đúng người cũ. Trong cái phần 8-bar vòng 2 thì Andre cứu Richie DIC mà không cứu đi lâu. B-Ray muốn thả đi lâu vào cái bảng này để cho Andre thấy đây là sai lầm của Andre sao. Big Daddy, cho một người anh em miền trên. Number 2 team. Oh. Với khả năng của Double 2G sẽ có cửa thắng. Nhưng mà vẫn quan trọng là cái ẩn số thứ tư. Anh Thái sẽ xếp ai vào cái bảng đó? Anh sẽ I'm gonna switch it up a little bit. I know Hydra is very lyrical. D-Lo, Double T, I'm gonna go with Mike. Ai, Mai. Kinh khủng á. Không nằm ngoài dự đoán, đối thủ cũng khá là nặng ký. Nói thiệt tình, anh bỏ Mike Lodic vô cái dòng nào với ai thì anh không có lo. Tại anh biết cái này dễ cho Mike, Mike sẽ thắng cái này. Trời ơi, khẩu khí khá quá. Em không nghĩ là hôm nay anh Thái vậy luôn. Bình thường anh Thái đâu có vậy đâu trời. Mấy cái này là nhiệm vụ của em, mấy cái ngông làm phải để em. Thực ra cái chiến lược này của anh Thái em cũng hơi khó hiểu ấy. Melodic lyrical mà. Không dễ dàng để mà Melodic có thể san bằng cái bảng này đâu. Chờ xem Hydra sẽ làm được gì. Không phải là cánh cửa nào cũng đóng sầm phát, kể cả là Mai vào hay không thì sẽ có những cái cơ hội dàn đều cho cả bốn. Nhưng mà thú vị nha, thôi kể cái gì mà nó ngẫu nhiên vậy, nhiều khi nó lại đặc biệt. Ok, bảng B, chúng ta đến với B-Ray. Với Richie thì em không muốn mọi thứ dễ đoán quá. Quyết định sẽ đưa một người nặng ký và bất cứ có quân bài nào đưa ra họ cũng phải dè chừng, tại vì họ sẽ sợ bị mất khi mà đối đầu với lại Quỳnh Công Hiếu. Wow, mấy hôm nay xả nhanh nhờ, đồng tâm lý anh ạ. Khá là không liên quan. Bởi vì một người storytelling kiểu tự sự gặp một người nhạc trill. Hãy để khán giả quyết định xem là thích ai. B-Ray khá là thông thả luôn á. Thông thả hả anh Hai à? Tại vì team B-Ray ai cũng mạnh. Mọi cái quyết định của em nó đã được tính toán từ trước khi mà em bước lên cái sân khấu đó. Nhìn hai ông này oải quá nhờ. Nhưng người anh em vừa mới được vứt phao có khi lại bơi về bờ. Đây cũng có thể là một pha hy sinh của Big, bởi vì khả năng của Richie cũng có thể khoan được bạn gừng không cay này đấy. Có lẽ vẻ là qua tới cái vòng này thì anh Big Daddy làm thế là không ưu ái cho gừng rồi. Gừng vẫn là một rapper trẻ, bạn ấy chưa đủ cái sự trải nghiệm để có thể được như các bậc đàn anh của mình. Nhưng bạn ấy sẽ có những cái thế mạnh riêng của bạn ấy. Ví dụ như là cái việc mà bạn ấy cứ hớ hớ, bạn ấy rất vui vẻ trong âm nhạc, đấy là một cái thế mạnh. Anh Thái. Anh Thái đừng làm em bất ngờ nha anh Thái. I think you know would be good with her. You know, một đối thủ nặng ký đó. Xin ban giám khảo cho ý kiến về bảng B ạ. À. Cá nhân em muốn Juno nằm ở bảng D hơn. Mình chưa thấy đầy đủ làm sao đẩy Juno qua đó được. Tại em thấy có DT. Thực ra Juno vào bảng F cũng ok. Yes. Thái muốn suy nghĩ lại không? No, no. Đó là ý của anh. Em tôn trọng ý kiến của anh. Ok. Juno không phải người lạ với rap Việt. He can switch his style and compete with any of them. Tiếp tục. Bảng C bởi B-Ray. B-Ray chỉ còn hai thí sinh là Lore và 24K Ride. Thì với một người nhiều năng lượng như là Strange, chắc chắn là B-Ray sẽ để Lore vào. Strange H là một người lyric khá là hay.
em sẽ ngăn chặn cái đường sóng đó trước. Thử xem. Đúng như dự đoán của mình. Mình bỏ lo vào một người có cái năng lượng rất là mạnh, khiến cho anh Big Daddy cũng như là anh Thái Việt Chi phải đưa ra hai quân bài có một cái nguồn năng lượng giống như vậy. Dạ màn đấy. Sao tôi cảm giác như cái bảng năng lượng nó tăng dần ta. Thôi thì ở đây cho. Tez, it's gonna be a good battle. Ở Tez có năng lượng của tuổi trẻ, có lyrics, còn có một điểm mạnh nữa đó là về flow. Big đưa Tez vào cái bảng này thì đúng dự đoán đây là một cái bảng thét ra lửa đấy. Chơi thôi. Tez gonna be a good one. Tez is really good. Laura, all strange age. Nhưng mà I got somebody stronger. Voltec. Cái bảng năng lượng vậy. Voltec will give them a run for the money. This round will be very, very interesting, man. Với cái bảng này thì mọi thứ nó rất là cân bằng. Nhìn vào cái bảng này, mọi người sẽ rất tò mò xem ai sẽ là người vượt trội hơn. Mình không thích một cái gì nó quá dễ đoán. Mời huấn luyện viên Andre. Lâu lắm rồi mình thấy Andre lên để là cái thứ hai ha. Một rapper mà Andre rất là thích, Mai Linh, mình like. Thả mình like ra là căng đấy. That's a good one. Kỳ này hơi mệt cho em bé đi thi của mình. Anh Andre có vẻ là rất là tự tin về Minh Lai. Nhưng mà Big lại thấy là bạn ấy chưa thật sự chinh phục được tai nghe của Big. Thế thì làm tí. Hurricane. Hurricane có thể mang được cái chiều sâu của mình về nội dung. Nếu như làm tốt thì Hurricane hoàn toàn có thể thắng được. Đó là một cái chiến thuật. Không biết là vòng 3 này thì Big làm được gì với Hurricane. Nhưng mà Andre tự tin là Minh Lai sẽ có bước chân đầu tiên vào cái cửa chung kết. I got some for you, Andre. What? Cái gì vậy? Cái này là good. Yeah, we're gonna keep it in the family. Nhà phải có nó. That's why I put a little grace in this one, so they can battle. Nó sẽ như này thôi. Gia đình, gia đình. Câu chuyện của nóc nhà hay là sàn nhà đây? Anh Thái nghĩ là cái sàn nhà nó sẽ sợ cái nóc nhà. Chưa chắc đâu. Bé nó mới tâm sự tôi từ ngày nó thấy tình yêu màu hồng. Bây giờ chắc phải rút lại. Thế thì anh lên đi. Captain đang chơi melodic ấy. Đến lúc này thì trong tay của Andre chỉ còn hai người đó thôi, là Ryder và SMO. Andre khá là tự tin vào thí sinh này của mình. Ê! Wow! Ryder và SMO. Ôi, SMO bắt đầu lo cho Kiều đấy. Với trình độ rap của Pháp Kiều khá là non, Andre nghĩ là SMO có thể dễ dàng hạ gục Pháp Kiều. Rồi, cái bảng hạng nhất rồi. Nặng nha, nặng nha. Thích chơi melody không? Nốt chứ còn gì nữa. Oh, Janus. Rồi, ba không? Phải thế thôi, ai cũng rất là mong chờ. Và rất là cảm ơn anh Dick để điều đó xảy ra. Ông Janus sẽ phải đưa ra một rap chất lượng để có thể đối đầu với hai người gọi là quán quân thủ khoa kia. Sẽ khó cho Ogenus, nhưng mà vòng 3 rồi, chúng ta sẽ không làm những cái điều dễ dàng cả. 24k, right? Đây chắc là cái bảng tử thần ấy. SMO và 24k, right? Cả hai người đều đã có chỗ đứng riêng của mình rồi. Tôi cũng khá lo cho em tôi. Nhưng không sao, Kiều ơi. Em phải mạnh như nào thì các huấn luyện viên kia mới xếp những quân bài quá mạnh của họ vào trong cái bảng này. Và rõ ràng đây là một cái trận chung kết sớm. Yeah. Em sẽ giúp bạn em một vé đi về Mỹ. Rất là buồn khi mà mình phải làm điều này với lại một người bạn thân của mình. Giờ cái điểm cuối của anh Thái đây. Anh cứ nghĩ người điểm cao nhất sẽ có lợi thế, nhưng có vẻ như anh là người đang bị động đó. Long long lá right there. Cái dòng đó has a lot of melody. They all hack pretty strong, pretty good. But cái rap của Long á, it's very good. It's very unique. So I feel like it will be good on this round. And Toy is gonna take 24k. Được đấy, được đấy. Cái battle với Toy, 24k, right? Fat Kiều với SMO á, khó nhất. Nhưng mà anh biết Toy, he's a very smart and different artist. You know, people is not gonna expect how he can come. Mọi người là những vương bài mạnh đó. Chỉ có điều là đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Mình sẽ gửi cho mọi người vài cái vé để đi coi chung kết. Ban giám khảo có ý kiến gì không ạ? Nói chung là ý đồ của huấn luyện viên thì ban giám khảo thì không can thiệp nhiều. Tự sinh tử của thí sinh từng đội thì do huấn luyện viên quyết định. Có comment gì về một bảng tử thần nào không? Bảng nào cũng thấy cái sự gọi là tử thần ở trong đấy. Mỗi vị huấn luyện viên được hoán đổi một lần vị trí của thí sinh. Chúng ta bắt đầu với Andre. Một khi mà Andre đã đặt rồi thì Andre sẽ không thay đổi quyết định.
Thật ra cũng không có cớ để thay đổi. Ba cái đầu nó cũng để yên ở đây rồi. Hỏi cho vui vậy thôi bạn à. Be ready. Em không có thay đổi ạ. Em cảm thấy là các thí sinh của em đã về đúng cái bảng mà họ cần phải đấu. Biết. Em sẽ chỉnh cho các bạn ấy xếp hàng ngăn lắp. Anh Thái, hồi nãy anh muốn thay đổi luôn nhưng mà mấy tụi em không thay đổi thì anh không thay đổi luôn. Đó là 6 bạn thi sẽ bước vào vòng thi bứt phá vòng 3 của Rap Việt. Xin cảm ơn các vị huấn luyện viên và các vị giám khảo. Đón xem Rap Việt mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần